Cả một trời thương nhớ, một hơi vương thương. Cả muôn đời lấm lỡ, để rồi hương nhớ. Chỉ là dọn trong cơn mưa bỗng thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mưa rồi vai cả đài mở mic cạn lời. Alo. Vâng, như vậy là xin gửi chào lời chào đến toàn bộ anh em khán giả đã có mặt tại buổi livestream trên fanpage của game thủ No 1. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với kẻ đấu hai với hai đầm No 1 Tiểu Bạch Long đối đầu với Hồng Anh và Mitsu anh em nhá. Anh em đừng quên là cho bằng No 1 xin lượt like, lượt chia sẻ trên cái buổi livestream này. Cảm ơn em rất nhiều. No 1 cặp với game thủ Dũng Con anh em nhá. Game thủ Tiểu Bạch Long đấy. Đối đầu với cặp Hồng Anh và Mitsu anh em nhá. À. Xin chào anh Nghệ An Lãng Tử nhá. Hôm nay thì ngày chủ nhật rồi nhưng mà vẫn phải đi làm anh ạ. Không có ngày nghỉ anh ơi. Mình muốn nghỉ ngày nào mình tự xin ngày đấy thôi. Ngày nghỉ là tự mình quyết định anh ạ. Nếu nghỉ xin trước, báo trước. Kèo tịt. Kèo đang nghĩ là không tịt đâu. Tịt gì anh, cái đấy bình thường mà. Đây, bỏ kèo tịt em thấy kèo này thơm ấy. Không tịt đâu anh em ạ. Mày 83 mày quay quân rồi. 83 anh quay rồi. Anh không biết. Anh view only mà. Cho mình cái quay. Trong cơn mưa bỗng thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Chào gì đấy.
Không, đây á. Mút à? Mút không? Ha ha, tí du lại dâng lờ lên ngập mặt. Chắc chắn rồi anh ơi. TBL là thằng nào ấy, anh em thì chắc mới xem đế chế à. Thôi cạn lời đấy. TBL là Tiểu Bạch Long nhá. Chắc là lâu rồi anh không xuất hiện nên là anh em quên rồi. Hôm trước rực rỡ đấm anh lớp 90 ác VC. Anh lớp thì đấm lúc nào là được anh ơi. Qua là muốn đấm hay không thôi. Đôi khi đấm anh nhiều quá thì anh ấy phải dỗi không đánh mới nữa. Thì thoảng làm phát 90 thôi. Nhưng còn bình thường đánh cân cân tí anh em ạ. Nếu không lần sau ai đánh cùng đâu. Anh không dùng cái đấy bây giờ đâu, đã làm bây giờ đâu. Lúc chiều đánh hay quá. Chiều nay đánh gì anh? Chiều nay nói chung là chào BLV nhé, cho hỏi đây có phải là game MU không? Đây không phải là game MU anh nhé, đây là game nông trại vui vẻ. Quả này Hồng Anh mình chấp hết. Đen thôi mà, cài đấy. BLV cho hỏi xíu sao giải No 1 không cặp với Chip Boy. Em thấy cặp No 1 với vô thường là ổn hơn anh em ạ. Chip Boy cặp với Kamachi là ổn hơn nên em quyết định như vậy thôi anh em ạ. Không có lý do gì cả. Sao vẫn có tiếng game? À tiếng game đây, No 1 đang ngồi test đây. No 1 anh đang ngồi test ở đây. Đây. Đó, anh em vào xem đi thôi, đang test đấy. Đá hiêu, đá lỗi cả con. Chắc là đá chơi chơi thôi. Úi dồi, phi luôn. Thành ra là không lỗi anh em, đóng cái G ở đây. À, S đây đúng hơn. Móc bêu. Chưa đánh anh em nhá. Cất cái bảng quân đi. Đây là chưa đánh anh em ơi. Chưa đánh anh em nhá. Một tí mới đánh anh em. Kèo nó đánh đâu. Cứ bình tĩnh thôi. Đây mới chỉ là một vài thao tác test máy từ tuyển thủ No 1 thôi. Kèo chúng ta một chút nữa mới diễn ra. Anh em đừng quên mà like và chia sẻ để có thể ủng hộ cho cái thủ No 1 anh em nhá. Dạo gần đây cảm thấy No 1 đang rất mắc binh luôn. Kèo buổi chiều ngày hôm nay cũng thấy anh tình huống mà ép đời, tình huống ép ít dân cân hai nhà quá khủng khiếp. Nhớ đến cái trận mà No 1 cầm Summerian 2L bắt đều. Chém chết AC, quay em chém chết con xe của bên lớp. Ừ.
Kèo này Mitsu phải cầm xiang. Đi cân rồi anh em ạ. Đùa thế, ai cầm xiang. À, xin chào anh Nguyễn Tuyền nhé. Hello tất cả mọi người. À, anh ơi cho em hỏi muốn xem tên clan để đăng ký thành viên thì ở đâu vậy ạ? À, trong giải á anh. Cái này chưa có danh sách anh nhá. Này chưa có danh sách anh, em cũng chưa có, cũng chưa biết xem ở đâu luôn. Cùng tôi mày. Như vậy theo thông tin mới nhận được thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà các anh giao thông Việt Nam làm việc vất vả thì anh GV lại bị xích cổ anh em ạ. Cho nên là cái đấu sẽ cao su thêm một tí nữa anh em nhá. Chắc là tầm 10-15 phút nữa anh em đợi chờ giây lát. Mình vận viên chưa đến nên là chưa đánh được anh em ạ. Đang bị xích rồi. Ngày cuối cùng rồi, đen thế nhỉ. Cả tháng không sao, đến ngày hôm nay lại dính. Rồi, giải đấu VFL Cup sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 sắp tới và nhân tiện quảng cáo luôn. Anh em muốn đăng ký tham gia giải này có thể liên hệ qua hotline 0988 349 859 hoặc là truy cập đường link em sẽ để bên dưới. Và đăng ký thi đấu đến giao lưu cọ sát chụp ảnh. Địa điểm thi đấu sẽ là Black Dragon Cyber Game tầng 4 CT1 Ngô Thị Nhậm Hà Đông Hà Nội. Và 4 nội dung thi đấu sẽ bao gồm solo 22, 33 và 44. Một vài thông tin về giải đấu này cho anh em khán giả.
Thầy báo về là sang tháng 7 là diễn ra giải Thái Bình Open luôn. Khả năng cao thế anh em ạ. Khả năng cao tháng 7 sẽ diễn ra giải đấu Thái Bình Open nha. Nay thấy anh Đức đăng cái gì ấy? Anh Đức đăng tháng 7 Thái Bình Open này. Đăng ở trong nhóm ấy nó chia sẻ. À, cái đường link nó để bên dưới rồi anh em nhá. Mọi người có thể bấm vào để có thể đăng ký cái tham gia giải đấu này. Nó có 4 nội dung đấy. Solo 22344, vòng sơ loại diễn ra vào 3 ngày. Đó là ngày 19, 20 và 21. Thi đấu đến tứ kết của 4 nội dung luôn. Ngày 27, 28, 29 đánh vòng chung kết. Bán kết chung kết. mười chín đánh 3 ngày đó. Hay 6, 7, 8 27, 28 là đánh chung kết. GV bình luận viên bình luận Hồng Anh á. Thế bảo là chiều nay BLV Tuân Tiền Hải cũng vừa bị ấy xong. Đo đường xong. Tối GV đến bình luận hộ thì phải thì lại bị xích cổ. Càng thật đấy. Cái đấu chúng ta sẽ cao su thêm một chút thời gian nữa anh em nhá. 10 đến 15 phút nữa.
chưa đến ấy. Thì ngày hôm nay sẽ có thơ tay của huyền thoại Dũng Con anh em nhé, huyền thoại Tiểu Bạch Long anh em nhé. Từ ngày tôi xem đế chế chưa từng gọi là xem trực tiếp anh thi đấu bao giờ cả anh em, chỉ xem qua YouTube thôi. Ngày xưa thì ai lên lấy cái trang ấy tải về. Chào, xin chào anh Long Anh nhá. Mấy giờ đánh đấy em ơi? À, một chút nó sẽ diễn ra kèo đấu này anh em nhé. Bởi vì là hiện tại thì bình luận viên GV chưa đến anh em ạ. Nhà chắc ở xa, đang trên đường đến thì đang bị xích. Bị xích đấy anh em ạ. Cầu thiên xích. Hôm nay đánh một chiếc đủ đến cuối á.
Ok, như vậy đây rồi anh em nhá. Các cầu thủ chúng ta, huấn luyện viên đã có mặt đầy đủ rồi. Chuẩn bị đến với trận đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Đây sẽ là màn hình máy quay quân cho anh em khán giả. À, hôm nay em sẽ người quay quân để xem tối nay quay có đỏ không em nhá. Có chứ. À, không nhìn đâu. Che mà. Nó một che hết rồi. Nhìn thấy sơ sơ rồi. À thôi đừng cởi nữa. Thôi. Làm điều hòa nữa. Vâng, như vậy hiện tại là chúng ta sẽ dùng bảng trên dưới. Đây bảng này anh em nhá. Chốt chưa? Ok. Vâng, bảng quân trên dưới. À, em sẽ là người quay quân anh em ạ, để xem là tối nay quay quân thế nào, đỏ không? Quay từ 6 đến 10 là 11 là làm việc. Đây cùng ngồi. Quân này tương đối là ngoài là anh là bảng hay là mạng? Ai là mạng thì không báo là No More. Sẽ là người lập mạng rồi. No More sẽ đứng ở trước. Chúng ta lấy quân bên tay trái luôn. À, cặp đôi chúng ta đã vào mạng rồi anh em nhé. Chuẩn bị xúc xích thôi. Hồng Anh cả Du không like à? Có like nhá, nhưng mà bình luận viên chưa đến nên chưa like được anh ạ. Tập đấy còn phải phân chia tập sáng chiều, tập sáng như thế nào mình anh? Em tưởng tập sáng nó làm cái gì? Chín chum đâu rồi em? Làm gì có chín chum nào anh ơi, chín chum hôm qua thôi. Chín chum ngồi sau đánh run lắm, không đánh đâu. Chín chum ngồi sau đánh toàn thua. Cặp đôi người ta tạo mạng rồi anh em nhé. Và phải đợi chờ cặp đôi kia vào thôi. Hồng Anh và Miss Juliet. Thank you.
Đấy rồi, như vậy Vero Hồng Anh đã có mặt anh em nha. Kèo đấu vào 8 giờ đánh, 8 giờ đánh. Và vào ngày 19 tháng 6 sắp tới sẽ diễn ra giải đấu Bé Yêu Cup với 4 nội dung tham gia là solo 22, 33 và 44. Mọi người muốn đăng ký tham gia thì có thể liên hệ qua hotline 0988 349 859 hoặc truy cập đường link bên dưới anh em nha. Và chúng ta có đến một tình huống quay quân thôi. Được chưa ông Tô mày? Quay nhá. Rồi xem bên kia, rồi ok. Quay. Và quân sẽ là gì trong trận đây? Chúng ta là người tạo mạng và quân sẽ bên phía trái. Như vậy trận đấu này thì No 1 là người được cầm IA và Tiểu Bạch Long Anh là người được cầm Maki. Bên kia Hồng Anh là Summerian và Hitty dành cho Mizu. Chúng ta có đến màn hình máy của game thủ No 1 ngay từ những giây phút đầu tiên của trận đấu này. Một trận đấu mà anh là người được cầm IA, IA Mark bắt đầu với Sam Hit. Quân này tươi đấy anh em ạ. Quân này cũng tươi đâu, tươi đấy. Quay xong rồi. Yes, yes, yes. Yes. Sắm hết. Bên kia bị luyện viên không ấy à? Bị thật. Yes, yes, yes. Ok, như vậy chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. No 1 IA, Tiểu Bạch Long Anh cầm Maxi, Hồng Anh cầm Summer và Mitsu cầm Hit. Như vậy trận này thì bọn đội bạn là hai con lạc đà, chúng ta là hai con chém. Nhưng mà em nghĩ là với hai đại quân khả năng ép đời tốt như vậy nên đời sớm, em nghĩ đội bạn sẽ không cưỡng lại đâu. Bởi vì là còn Mitsu cầm Hitty còn lại cung tuyển, có thể Mitsu sẽ là người đánh cung đấy, còn Hồng Anh có lẽ sẽ là người đánh chém trong trận này. Vâng, cái bài này của chúng ta thì vâng, hoàn toàn đánh hai chém được hoặc là một chém một cung. Đây là hình máy dành cho game thủ Tiểu Bạch Long. Bài Maxi của anh đã có cho mình được bầy hiêu đầu tiên rồi. Đây là bầy hiêu đầu 6 con này, một đôi voi. Như vậy những bước dò đầu rất là ổn cho Max. Những cây gỗ gần với nhà chính luôn. Đó.
Rồi, như vậy bây giờ chúng ta cùng chuyển sang màn hình máy của game thủ No 1. Vâng, vừa phi sư tử xong em ạ. Hình như là bài này không, như bài này chỉ có bầy hươu nho nhỏ đưa về nhà chính thôi. Ngon đó. Không có trong cái mượn trong. Bây giờ chưa đánh cầm à? Chưa đánh cầm gì nữa. Bắt đầu. Rồi nói chung là trong cái cặp đấu này em đánh giá cặp Tiểu Bạch Long và No 1 sẽ nhỉnh hơn so với cặp Mitsu và Hồng Anh. Bên kia thì trình của anh sẽ nhỉnh hơn hẳn so với No 1 và Tiểu Bạch Long rồi. Nhưng mà Mitsu sẽ là người nằm ở dưới. Mitsu sẽ quay cho là tạ. Trong cái kẻ đấu này Hồng Anh phải gánh tạ. Nhưng đôi vai Hồng Anh thì đôi vai gầy Hồng Anh liệu rằng gánh nổi cái bằng quả tạ 70 cân Mitsu hay không? Rồi đóng chiếc VS đầu tiên và bây giờ sẽ là ăn bãi quả luôn dành cho cái thủ No 1. Cho nên đoan lùa về 3 con hiêu. Không có voi. Bãi quả phụ 5, một bầy hiêu ở phía ngoài. Rồi không đấy có pha ăn tranh ở đây. Thế nhà đội bạn có vẻ là xa so với chúng ta. Tiếp tục có thêm bầy hiêu nữa, con voi giữ cơ vẻ. Đây là thì Bạch Long này. Và 23 sân, 7-22. Đoàn kích đầu 7 trong chỗ này dành cho game thủ Tiểu Bạch Long. Tiếp tục câu voi về. Ở trên vẫn còn voi hay sao nhỉ? Nãy nổn lên qua thì con voi mà. Đây là con voi này. À, xa hơi xa. Chắc là khá là xa so với nhà của anh Dũng. Tức là câu về được không? Có lẽ là bài mark kia bên kia thì với đồ ăn như vậy đã đủ rồi. Có thêm bãi quả. Và như vậy cái bên kia thì No 1 sẽ người cùng cánh với M4 Hitty Juliet. Và Tiểu Bạch Long anh cùng cánh với nhà của game thủ Hồng Anh. Chớ mà Tiểu Bạch Long anh ép đời với 23 dân thôi. Kích sẽ là ở tầm cuối 9 94x gì đó. Căn ke từ gỗ đang rất chuẩn. BL này và BM 3 dân đóng, 4 dân đóng. Kích 9 à. Và khả năng cao là bằng tầm 42 gì đó. Rồi như vậy 9-42 với 23 nông dân và khai thác vàng thôi. Rồi nâng cho mình cái giáp đến từ game thủ Dũng còn. Bên No 1 đang cười rồi. Ồ như vậy là ăn tranh và yêu này. Biết Mitsu lên đời không đây? Vâng, Mitsu lên đời không đây? Nhưng mà tôi không lên đời nhá. Rồi đóng nhà BL, đóng BM, khả năng cao là chị Du đi rồi. Rồi quay sang đây xem anh Dũng chém nhà của Hồng Anh thôi. Hồng Anh đánh gì? Và bị con sư tử nó đuổi anh em, con hổ nó vồ. Hiện tại giò đã có cái giáp rồi. Và nâng cái giáp trước cho an toàn anh em ạ. Tầm này tay không còn nhiều nữa. Cặp đội trẻ vẻ kinh lắm, nâng cái giáp trước cho an toàn. Nhưng pha này mất hơi nhiều máu rồi, công giáp đầy đủ. Còn Hồng Anh đã bao bế nhỏ đến cơ sở rồi. Hồng Anh là người cầm Summer đi ăn. Chưa lấy dân đâu nhá. Lấy dân mỗi dân gỗ rồi đấy. Khả năng cao dân đang ở ngoài đấy. Nếu không có dân ở ngoài thì chắc là sát biên rồi. Như vào đây là nhà chị Du luôn này. Rồi chị Du đánh cung. Chị Du đánh cung, Hồng Anh đánh chém. Con giò Hồng Anh đã đến nhà chúng ta. Thì dân Hồng Anh sẽ là ở phía dưới cái giò. Mặt cái mặt sát biên hướng 6 giờ lên. Mặt trên này không có gì cả. Đây màn hình máy đến từ game thủ No 1. No 1 đang chọc dân của chị Du. Chị Du khả năng toàn rồi em ạ. Gặp toàn những người có vợ này thì là toàn rồi. Tiếp tục chọc. Tiếp tục chọc rồi. Con giò còn nửa máu nhưng chị Du đang phải chạy dân về. Có con tề của Hitty bắn. Rất ra gì này nọ anh em ạ. Không hề đơn giản. Nhưng bây giờ sẽ là 2L. Hai con chém của Yamato đẩy lên. Chị đỡ kiểu gì đây? Không biết là kịp bò nhỏ hay không. Lực lấy đâu ra mà bò. Rồi nhưng mà bo rồi, đã bo nhưng vẫn đang hở. Và chém đang đẩy lên rồi. Và thần chết đang đến rồi chị Du ơi. Chết rồi. Khả năng cao tím rồi. Bên này Tiểu Bạch Long tham hành 26. Vẫn đang có những tình huống mà ra chế với thủ lại tên lạc đà của người cầm Summer Ian. Phát hiện ra một cơ sở làm ăn đây rồi. Chém. Và nông dân ở ngoài. Ui rồi dân Summer này. Và bánh xe dường như đã có
rất chủ động nâng cấp công nghệ. Hoàng Anh Giang không biết gì cả. Và hai bên đang thiêu dân của nhau. Thảo Mạnh Dũng đang là 25/32. Cánh bên kia nâu một nè. Chém nhiều dần chị Du ơi chưa. Rồi như vậy ta sang đây luôn. Khả năng cao những cơ sở bò nhỏ đã kín. Ta sang luôn. Hồng Anh biết chỗ bãi quả chưa đây. Ui giỏi bây giờ mới biết ạ. Đây là dân Summer nhá. Không phải dân Summer. Khả năng cao toang nhưng lạc đà đang cực kỳ đông hung hãn. Phải tàn con tơn đấy. Nó vào đây sang chưa nhỉ. Rồi chém dân đi. Quấy đi. Hồng Anh đang dí trần lực lên nhà của anh Dũng rồi. Rất nhiều đà dí lên tầm 7-8 con gì đó. Rồi và chém. Vâng, chém, biết gì chưa đây, hay lại ngủ quên. Củ là khả năng cao lại toang rồi, đây là những con chém đấy. Sát thương nó nhiều lắm. Vâng, đã biết, dành cho Hồng Anh và ta chạy rất nhanh. Vâng, pha này ra chém để thiêu lại những con lạc đà cái thôi. Đánh bay được cái bãi gỗ, đánh bay được cái bãi quả nó hoàng. Rồi giờ Hồng Anh sẽ chạy dân ra ngoài để có thể kiếm đồ ăn, ra lạc đà. Không biết là có hai L bắt đều nữa hay không. No 1, 36/40. Vâng, sóc những tơn có tơn đều tơn không. Tơn đều tơn không. Cần phải quản Hồng Anh rát rát rồi đó nha. Đây là bãi vàng Hồng Anh. Trong nhà nó một. Nó một trong nhà có gì kìa anh ơi, đi sang. Rồi, chết hết dần vàng được Hồng Anh em ạ. Người đấy. Hồng Anh chết nhiều dần lắm rồi đấy. Vâng, và toàn những pha và thiêu lạc đà với game thủ ở Dũ Con. Tham Anh còn 14/36. Và có cùng lời hit đi sang bắn. Và khi khả năng cao phải giữ chém đi quản thôi. Giữ chém đi quản thôi. Còn bây giờ nó một sẽ quay lại giải quyết nhà của Mitsu. Nó một đang thang là 41/48. Mũi thầm lại là siêu to. Mũi thầm lại là siêu to này nha. Hồng Anh mất hết dân vàng đấy. Dân quả để chạy. Nâng chém 4. Đây rồi. Mút. Vâng, mút. Rồi, chém anh ơi. Vâng, 7 e. Ê, ui rồi. Hồng Anh rất tỉnh táo, tiếp tục vẩy. Rồi, tiếp tục vẩy pha này. Và anh Dũng thì có 3 con chém phải đứng nhìn thôi. Đây là Mitsu đẩy nhà nó 1 thì phải này. Cung lờ đẩy kìa. Bãi vàng chạy. Rồi lao vào trong bóc một ton. Chém 4 đã kích rồi. Chém 4 đã kích. Và tuần này em nghĩ là đỡ thoải mái, đỡ tươi luôn. Chém 4 cơ mà. Và đây rồi, bổ. Và liệu rằng có pha 7 e nữa không đây. Có pha 7 e hay không. Và bổ thẳng con gờ. Đây đục e lao vào ken cây gỗ không nhỉ. Không ken được. Và tách dân vào ruộng chính. Không bò bế gì cả. Phong cách sexy đến từ Mizu. Và bò mỗi cái bãi gỗ rồi. Có lẽ không bò bãi ruộng gì cả. Và chạy đi đâu. Và chém đông như giỏi từ đầu 1. Ăn lại vàng anh ơi, ăn lại vàng chưa sóc chém chưa. Và bị Hồng Anh tạt một tơn nhá. Nhưng pha này vẩy bắt chặt cùng lời này luôn. Hồng Anh tạt ba lạc đà đây thôi, không quá đáng ngại. Bò nhỏ ruộng lại. Ăn lại vàng anh ơi, mở ra chém thì thục nhiều quá rồi. Rồi bơm cho ít thực cái này cũng được. Rồi ăn lại vàng thôi. Bảo vệ 3 phía đấy. Timeline là một tụt còn 39. Cũng thời gian khá là dài, không sót được chém do bãi vàng bị bay. Nhưng bây giờ ăn lại vàng và ra lại chém rồi. 2L, 3L bắt đều dành cho Yamato. Chọn tầm 8 cái ruộng, 9 cái ruộng đến từ game thủ No 1. Sóc 3L đều. Đốt E. Hồng Anh chắc còn vài dân đấy, chưa phít hẳn đâu. Bảo vệ là phít hẳn rồi à. Vâng, mình bảo vệ là không dân luôn đến từ game thủ Hồng Anh. Như vậy là thành ra Maxi không đánh xe lại và còn tham 15. Hồng Anh cầm Summer dân châu lại phít tham. Hồng Anh không chăm chút những pha giữ dân của mình. Rất mải mê chém. Đây là nâu 1. Một tham 39 rồi. Một tơn mà Hồng Anh đã còn 3 con lạc đà, 4 lạc đà. Kết độc quân cùng với con cung lờ và đẩy lên nhà nâu 1. Pha đấu này thì đây rồi. Một khoảnh ruộng nhỏ nhỏ của Mitsu. Lúc đầu Mitsu ăn hoang. Bây giờ thì bị chặn không biết gì cả. Còn lại mất hết dân. Hồng Anh đang chặn dân của nâu 1 pha này. Rồi ăn được rất nhiều dân của Mitsu pha này nha. Và chém luôn ruộng đấy được, để con chém ruộng đấy cũng được. Và té dần rồi, cùng hit tin bắn dần là siêu đau. Bây giờ khả năng cao là bắt hết cùng lờ là tươi đấy, tham đang đè mạnh lắm rồi. Bên kia Hồng Anh còn mỗi 3-4 lạc đà thôi. Ăn lại vàng đi anh.
Làm lại ruộng ăn lại vàng đi. Làm lại đang là 3 sọi, gần 4 sọi dành cho nó 1. Nhưng bây giờ thì chưa sốc đều được quân anh em, do Hồng Anh cũng đang có lạc đà ở trong. Vâng, vào máy cháo. Đây là cái thủ tiền Bạch Long thôi. Tham lai là 16 này, 1L đang ra đều. Có dần ăn vàng, có dần làm ruộng. 1L ra đều luôn. Không có chém Maxi, chém nó ảo lắm. Bảo vệ là chém phía Hồng Anh rồi. Không còn dần nữa rồi. Còn mỗi lạc đà thôi. Bắt đốt lạc đà đi. Bắt hết. Đây là game thủ No 1. Và No 1 đang muốn thiêu pha này. Thiêu được không đây? Và Cung Hit đi đứng thế đẹp đấy. Tập trung làm ruộng lại ra lại quân đã. Thế mình đang tươi. Nhưng Cung Hit đang đông. No 1 làm một turn và mất tầm 20 tham. Gần 20 tham. Tham còn 24 thôi. Rồi, No 1 đang phải bằng ra lại quân pha này nha. Và đông đấy. Đông đấy, chém mà chém 4 rồi. Nhưng mà là Cung R đang đông. Chị Du toàn chạy thôi. Chị Du toàn chạy thôi. Toàn chạy là chạy đấy, không thèm bắn. Vâng, đen cái E để áp sát. Vâng, áp sát được thì chém sẽ là siêu đau. Biết Cung R là giáp 4 này chưa đấy, vẫn là giáp 2 thôi. Giáp 2 xin cái tuổi luôn. Giáp 4 thì tầm này may ra sợ sợ một tí. Giáp 2 này không có tuổi. Biết là Hồng Anh có bằng dành một tơn vàng búp sang hay không đây. Làm lại vàng dành cho đồng 1. Tham lại. Rồi, dân lẻ đứng chơi la liệt, không biết gì cả. Vâng. Ra lại chém nha, ra lại chém. Vài vẩy e bắt Cung R pha này nhưng vẫn hở. Và làm lại vàng, làm lại gỗ thực pha này thôi. Ra điều quân muốn móc máy một tơn, làm một tơn đâm vào sau mông chị Du nào. Đây tơn này chưa vào được anh em ạ, không vào được. Chém 4 rồi. Nếu mà chị Du không tăng dân sửa khả năng cao này là toang. Rồi té. Và Hồng Anh mới còn cái gì không? Cái quản đấy nào. Đây là Tiểu Bạch Long tham 21 rồi. Vizu Risa thì ăn mỗi gỗ thôi, không có thực để ra quân anh em ạ. Tỷ số là 1-0 này chúng ta trong trận đấu này. Vâng, trận này kích 9 đấy, không đơn giản đâu ạ. Vâng, 9-40 đấy. Và Maxi kích 9-40 chém chết Hồng Anh. Và chúng ta cùng đến với màn hình máy quay quân và bảng quân anh em nhé. Trận đấu thứ hai trong set đầu tiên. Một chiến thắng thì có lẽ là điều có thể dự đoán trước dành cho cặp đôi của chúng ta. Đây là màn hình máy quay quân. Đợi các em thủ vào mạng sẽ quay anh em nhé. Điều em chum bên Du sang cho đầu 1. Rồi, không có chum anh em ạ. Ok, đây rồi anh em ơi. Chúng ta cùng đến với pha quay quân. Và quân sẽ là gì đây? Trận này các gamer chúng ta đã cầm quân bên phía tay phải. Như vậy No 1 anh là người được cầm Babylon. Và game thủ Dũng Con anh là người được cầm Cho Son. Thông tin báo về đội bạn là 2 Katha. Nên là tươi đấy. Và ngọ là 2 Katha, chúng ta là Baby Cho Son.
Rồi đây rồi anh em ơi. No 1 cầm Baby Lon, Tiểu Bạch Long anh cầm cho Son, đối bạn là Song Song Tha, Song Ca, Song Ca. Trận này chúng ta là hai phù thủy tuyển luôn. Rồi. Tôi lại nhớ trận chiều này. Baby Garek đánh với lại đó Baby gì nhỉ? Hai Baby đánh với một Garek một Katha. Chiều nay cơ. Rồi đây là Baby Lon dành cho cái thủ No 1. Đào thơm. Đây là màn hình máy đến từ game thủ Dũng Con. Anh cầm cho Son. Thấy báo về trận cho Son cân hết rồi. Có quả phụ dành cho Son. Sau 6 giờ biết là có cái gì không, quả phụ 6 cây. Ở đây rồi. Xin chào anh Phạm Chí nhá. Tiểu Bạch Long có quay không em ấy? Có quay anh nhá. Anh có thể lên vâng, anh có thể lên Google và search nimo.tv và mình search cái kênh của anh như là Tiểu Bạch Long là Dũng Con ấy, không rõ đâu anh em ạ. Thành như là Tiểu Bạch Long thì phải, anh có thể search luôn. Hiện tại thì đã có 3 người like trên Nimo, đó là Gunny, Tiểu Bạch Long và Sen Long nữa. Anh em là muốn ủng hộ game thủ Tiểu Bạch Long thì có thể bằng lên follow cái kênh của anh ấy trên anh em nhá. Theo dõi. Mỗi khi anh live stream thì anh có thể lên xem. Thao tác một huyền thoại. Rồi ăn thêm bầy heal. Chắc là sẽ là ép nhân đôi thôi. Khai thác được cả vàng nữa, 25 dân và nhà dân chuẩn bị kích đời. Kích đời đang rất tốt, có bãi quả phụ luôn nhưng mà sẽ ăn vàng. Kích đã kích rồi, 75x dành cho game thủ Tiểu Bạch Long. Chúng ta cùng chuyển sang màn hình máy của No 1. No 1 là Baby Lon. Một chiếc BS nhân 3. 3 voi về, thế nhà là khung. Chắc là uống 9 chum rồi anh em ạ, đánh bay lắm. Như vậy tin báo về bằng 24% và 25% dành đội bạn. Vâng, bài báo về là bài siêu xấu à. Vâng, chúng ta quay lại ở nhà. À, đi lên gì đây? Ôm bo mà. Bo nhỉ? Đến từ Hồng Anh. Đây BB của Hồng Anh. Rồi ôm bo rồi nhá, ôm bo rồi đấy. Dâng dâng thôi, đóng điều kiện đấy, không đơn giản đâu. Không phải là xấu đâu.
Vãi lên ôm bom dành Hồng Anh, đóng A trước à? Đóng A trước, đóng L dành Hồng Anh, không phải đóng A. Đóng L trước đấy anh em ạ. Tôi tưởng đóng A trước để ôm bom luôn. Nhưng mà vẫn sẽ có con giò. Giò mình sẽ giò thủ luôn. Có không sóc giò à? Vâng. Trùy chúng tôi à? Trùy chúng tôi à? Họ sóc con mới đấy. Con trùy rồi. Chắc tên này họ sóc giò rồi. Chắc tên này họ sóc giò rồi. Hay là ra chốt cái BL của họ lại nhỉ? Rồi, nhưng mà sóc giò dành cho Hồng Anh rồi. Nên mình máy đến từ game thủ No 1. No 1 đã có nhà BA. Cái bên này thôi thì gặp Mitsu thôi. Mitsu có dâng cái gì lên cũng thế thôi. Chắc là không dâng cái gì đâu. Có cái gì đâu mà dâng. Đây là Tiểu Bạch Long. Anh đang giữ tham là 25. Mất một dân rồi thì phải. Nên bài Hồng Anh có sóc được cả con trùy và sóc được con giò luôn. Một tí lên đời xong rồi đào vàng đóng P. Vâng, đóng P ra. Lên đời chỉ là xem thôi. Không lệnh nhau là quá nhiều đâu. Chúng ta sóc con chém. Đối phương có lạc đà. Rồi nâng cấp bánh xe. Đối phương lên đời xong sóc con trùy luôn. Trùy của chúng tôi à. Sóc P dành cho cái thủ tiểu Bạch Long. Làm P nữa cũng được. Nhưng mà có P rồi thì à, làm gì đấy? Vâng, làm cái gì đấy? Có T luôn dành Hồng Anh à. Đánh bách hóa tổng hợp luôn. Làm cái gì? Vâng, bách hóa tổng hợp luôn. Vâng, chưa xây được xong nhà quân kia nữa mà dân bị chọc vào luôn rồi. Bỏ bế nhà của mình lại. Có con phù thủy. Có con phù thủy. Rồi, được ngay con chém. Quýt. Rồi, quýt. Không có cửa. Không có cửa. Đây là màn hình máy dành cho No 1 thôi. No 1 báo về đánh 4 nhà BA. Ngồi sóc dân à. Nói như vậy là 3A sóc dân. Đây là 4A chứ. Đây là Tiểu Bạch Long thôi. Con chém lọt vào trong. Nên có lẽ không quá đáng ngại. Dí thẳng phủ lên luôn. Có T bắn dành Hồng Anh. Vâng, cũng là như Hồng Anh. Lên lại toàn hoác luôn như này. Mới đóng cái nhà gì đây đây. Bó bế lại nhà và vẽ ruộng trong nhà thôi. Gia phù và gia dân. Vâng, gia phù và gia dân vẽ ruộng. Ăn mỗi vàng chơi phù còn vâng thử cái gia dân. Chém không gần ra cũng được. Chỉ là rong thẳng phù sang để phù vâng chém của Mitsu. Đây là No 1 thôi. Đứng thủ á, ngồi gãi á. Đây màn hình máy dành cho thủ tiểu Bạch Long tham anh 29/44 rồi. Hồng Anh chưa bánh xe à? Ôi dồi ôi. Vâng, bài toán nào mà vâng, Hồng Anh làm gì đây này? Vẫy lạc đà luôn ạ. Lạc đà mang sang đây. À, đen đi luôn ạ. Nhanh đấy. Bánh xe vừa mới có xong thì vào. Bắt đầu chạy bon rồi, những bay những cơ sở. Bay vãi gỗ, bay vãi vàng. Có phù thủy dành cho Hồng Anh. Cho vẫy vài con bằng trời tạm được phù đỏ. Rồi, gọi No 1 sang đi. Giải quyết đấu và bằng làm 3-0C này nha. Làm 3C. Hiện tại tỷ số đang là 1-0 cho set đầu tiên. Tắt mic, tỷ số là 2-0 xe đầu tiên anh em nha. Một trận đấu mà Hồng Anh lên đời cũng xem so với Dũng Con. Lên ôm bom. Vâng, cạn lời. Vâng, đợi chờ game thủ vào mạng ra sẽ tiếp tục quay quân anh em nha. Trận đấu tiếp theo. Màn hình máy quay quân. Bảng quân. Mời bóng
Ok, như vậy đến với quay quân anh em nhá. Quân sẽ là gì đây? Trận thi đấu thứ 3. Đây sẽ là chung kết sớm dành cho Hồng Anh và Mitsu. Như vậy trận này No 1 anh là người được cầm cho son. Vâng, chúng ta ôi dồi, cho son Greg luôn này. Rồi bạn là Egypt dành cho Hồng Anh và Maki dành cho Mitsu. Như vậy là vâng, liệu rằng có được 9-0 hay không đây? Điền ôm bom chết Hồng Anh luôn. Vâng, như vậy chiến thuật đề ra trận này sẽ là vâng lên chém chết Hồng Anh. Chém chết Hồng Anh luôn. Để biết dù cầm Maxi thích làm gì làm. Thích đánh cung A mà thích thủ y làm gì làm. Cho chị đánh phút thứ 25 luôn, quay sang ốp phát chết là xong. Còn Maxi dù sao là còn không bánh xe. Xin chào anh Nguyễn Sĩ Linh nhá. Hello tất cả anh em khán giả. Yes. Như đôi bạn có tình huống hội ý chiến thuật thì phải anh em ạ. Có một tình huống hội ý đến từ các cầu thủ phía bên kia. À được, ok đấy, còn mình thôi. Anh Dũng người đang đi ra ngoài thì anh em ạ. Chắc là về đây rồi. Xúc anh em ơi. Rồi bạn sẽ có tình huống bàn bạc rồi, mình cũng bàn bạc xong rồi. Chiến thuật đề ra trận này là sẽ là múc chết Hồng Anh. Không cho anh thở. Còn cắm cả dân lên xe Hồng Anh ở đâu luôn. Cắm cả xe rồi luôn. Đã có quả dành cho Greg. Chúng ta đến màn hình máy của game thủ No 1 để xem quả của anh nào rồi. Đã, quả thấy rồi. Không quá xấu. Được. BLV nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính? À, em thấy cái này bình thường anh ạ. Vì cái đồng tính nó có từ cái thời ngày xưa rồi. Từ cái thời từ Tần Thủy Hoàng, cái thời ngày xưa thời gì nhỉ? Đấy, thời có cái ông gì Long Dương Quân nước Ngụy ấy. Cả đồng tính còn gì nữa. Đây là bước dò tiếp theo đến từ game thủ No 1. Ngoài bãi quả đầu tiên ra thì có thêm 7 hiệu. Quân sở trường, đúng không phải sở trường mấy anh em ạ. No 1 sở trường anh là Greg cơ. Nhưng mà cho son cũng gần gần là sở trường rồi. Tiểu Bạch Long anh là người cầm Greg. Có hiệu 6 luôn, đang đá hiệu về. Rất tỉ mỉ anh em ạ. Hiệu chết sát tại nhà chính luôn. Nó mát. Quả đầu tiên 6 này. Có thêm voi và có xe giò đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Còn cái điều tôi cần đây rồi. Có xe giò tôi sẽ bằng cắm lên nhà xem anh nằm góc mấy giờ. Để xúc. Tin báo về gặp ai xúc người đấy rồi. Này chúng ta là cho son Greg đối đầu với đội là Egypt Maki. Vâng, tiếp tục có thêm con voi nhá. Oh, my God.
Xin chào anh Nguyễn Thắng nhá. Điều ấy là anh đã câu voi về rồi. Và đuôi voi rồi và phía trên còn voi nữa. Đây sẽ là chiếc BS đầu. Gỗ dồn lên. Đây rồi. Như vậy dồn hơi chậm anh em ạ. Phải có gỗ đóng mình chiếc E luôn. Nếu mà không thì sẽ mít E một chút. Hay đánh 2-3 dân ở đây. Và đây màn hình máy từ No 1. No 1 cũng đang là 23 dân. Có hiệu về voi về một đôi và bãi quả phụ luôn ngay gần bãi quả chính. 23 dân và đây là BB dâng lên luôn. Bên kia 18% và 20%. Chỗ này là có bãi quả luôn. À, đây là du nhá, chị du nhá. Vâng, đóng luôn nhà bè dành cho nó một, tôi chết chị tôi rồi. Vâng, đây rồi, hồng nó một đóng là BM BA luôn rồi, chắc là có tê bắn chiếu chiếu ngay sau đây. Tiền đời là sớm và đồ dành cho nó một luôn, chị du đi ăn bãi quả này à. Vâng, kinh chín dành cho nó một luôn. Ui giời ơi. Bây giờ ra ăn quả thôi toang rồi. Vâng. Rồi nâng giáp luôn, đang đóng nhà điều kiện này, Mitsu thì phải. Bán. Đang đóng nhà điều kiện thôi. Đóng BB ạ, chưa đóng BB được luôn. Đứng ngon tê ở đây bằng thế nào đây. Vâng. Chiu. Đóng thêm L dành cho cái thủ nô 1. Như vậy là 1A và 1L. Ui giời, lại còn dần đóng BB. Chết tở rồi. Ui giời, đây còn dân bãi quả ngoài nữa. Và 8% rồi. Ui giời, lại gọn dân nữa. Tê có giáp chị ơi. Tê có giáp rồi. 7E. Rất xa gì hôm này nọ. Đóng BB. Và hiện tại vẫn chưa đóng BB rồi. Sóc con tê tiếp theo. Khi mà vâng lên đời 8%. Tiếp tục vào quẩy pha này. Hồng Anh nhà ngay luôn này. Hồng Anh nhà ngay luôn này. Và ngay con tê bắn. Tách một con vào trong để bắn luôn. Bắn bãi gỗ. Và một nhà BK dành cho nó một. Và vàng gỗ luôn một tơn. Sóc con cà nâng cấp bánh xe. Không hiểu về ví dụ không lên đời đâu. BB lâu mới đóng xong. Vâng, bảo vì là anh Dũng sóc 2L cho vào này. Rồi, từ một công ca luôn. Hồng Anh bo được nhà hay chưa? Có con chém đây rồi. Tiếp tục bắn dần Mitsu. Mitsu gọi là phít phịt phịt luôn anh em ạ. Rồi, bây giờ thì dòng con ca và chơi chết Hồng Anh. Vâng. Ê, zip của chúng tôi à? Có thủ P ở trong hay không đây? Hồng Anh cũng là game thủ top 1 thôi. Hồng Anh đời cũng đang rất tốt. Con ca chưa ra. Bắn nốt con đồng dân này nào. Chém cái BB này. Chém BB này. BB này rất là cứng. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có lẽ đối phương đã biết là có ca và kéo dân ra sửa tê bắn luôn. Tê bắn dân anh ơi. Tách thêm chém lên và có dân lên dành cho thủ nó 1. Ây. Cầu. Cầu đâu chạm. Hồng Anh bo nhà cứng ở trong. Úi giời. Và đây là phím tê sử dụng dành cho nó 1 rồi. Tiếp tục ném pha này. Ông anh đánh cung đấy, không có phù đâu như vậy. Và có dân đập luôn dành cho đội 1. Tiếp tục cẩu ngoài không làm ăn được gì cả và kéo hết dân ra rồi. Cả cứ cẩu nhà tê cứ bán và vào. Đó. Quýt. Ông anh ơi. Quýt. Bay nhà. Vâng, mặt bên kia Dũng còn anh đá vâng con chém vào chơi vào rồi. Lao vào trong vào chơi rồi. Vâng, lao vào trong và chơi rồi. Tiếp tục đập pha này. Vâng, rất nhiều những con nông dân nằm xuống. Ca tiếp tục cẩu. Vâng, cẩu cái E luôn. Nó kéo những con nông dân của mình ra. Đập con ca hay sao hay là chạy đây. Chắc là ra đập ca thôi.
và đập hết dân này, đập cả cung L luôn pha này. Hồng Anh tham bé tí, tham 28 dành cho đồng đội. Đây là cái thủ tỉ Bạch Long, tham 29 đi nhà BA phía ngoài. Đây là những con chém của Glex. 2L đang sốc. No 1 nào. Và tiếp tục đập cùng L ở trong. Hoài không còn nhiều cùng L nữa, mặt phía ngoài đang bị đi. Thêm con chém lao vào. Ghét trượt kìa. Không ai không còn nhiều dân đâu. Chết rất nhiều dân rồi. Tập cả ruộng lao vào. Và đây rồi. Chạy anh ơi. Sát biên. Và thông nghĩa về họ đông quân là chưa được đâu. Bình tĩnh. Và bình tĩnh. Đây là thủ tỉ Bạch Long. Vâng, bảo vệ là hết rồi à. Đây là cùng Egypt đấy. Vâng, em thủ đầu 1 27 lên đời rồi. Rồi giờ bị vẩy e. Chạy. À, mới đánh to rồi. Họ yếu lắm rồi. Mãn tình người. Tiếp tục bánh xe chưa có giành biết dù ạ. À, về phút từ 19-20 rồi. À ở Maxi à. À nhầm đấy, Maxi tưởng là Kata cơ. Cái bóng nhà chính. Rồi à, về vẽ ruộng rồi. Hồng Anh mà cơ cấu lại nhà cao ném dân, cẩu dân được. Rồi à, vào chém dân tiếp. Bùm. Lại chém tiếp dành cho đội 1 tham 24. Rồi bây giờ ở nhà ra ruộng rồi. Vào chém vàng dân lại té ra ngoài. Cầu dân 1, Hồng Anh đang điều dân khá là hay. Bùm. Và tham 24 làm lại ruộng rồi. Rồi vẫn là chém dân mít dù thôi. Dân Maxi không bánh xe, không thể chạy được. Tham là 22 dành cho đội 1 thôi. Đây là thì Bạch Long tham anh 29/40. Tập trung ra điều 2L, sóc chém. Quản lại 6 giờ xem đối phương có ăn hoang dưới này cái gì không. Bơm cho 100 vàng. Chắc bơm trận sóc chém thôi. Chém đang khá là đông rồi. Nếu cơ cấu nâng cấp chém 4. Hồng Anh tách một vài cung lờ đi bằng do thám. Đội 1 22. Nhưng bây giờ thì có vẻ là đang có những con cung lờ đẩy ra thì Hồng Anh rồi. Bị đốt nhà BK này, Hồng Anh cũng đang ra được lại cung lờ nhá. Đẩy đâu một pha này. Bảo vệ là không đẩy được. Pha là một không to nhá. Dân ruộng chính bắt đầu bị chơi vào rồi. Hồng Anh đẩy tầm 6 con cung lờ lên nhà đâu một. Đấy, Tiểu Bạch Long. Đó, bây giờ tuần này sẽ lọt. Vào được không đây? Đây. Dân còn không nhỉ? Té nhanh nữa nhỉ? À, đây rồi. Đây rồi. Hồng Anh đẩy cung L đi. Nhưng pha này thì bằng Tiểu Bạch Long anh Dũng. Anh xô vào pha này và tỷ số là 3-0 trong trận đấu đầu tiên. Và quân bài xấu hơn nhưng vẫn tươi. Rồi thì uống mà nó một anh đi nông dân lên đóng nhà BA. Ôm bom thì dù không đóng được cái nhà B của mình lúc đầu. Mãi về sau mới đóng được. Đó chạy lên trên làm cái hốc trên kia thì phải. Nhà này họ không được mắc binh đấy. Nhà này không được mắc binh đấy. Đừng có đùa. Nó một ác thật đấy. Chị em biết và cứ lên nó bắn cho tung hết cả người lên. Và đến màn hình máy quay quân và bảng quân anh em nhá. Và nó một lên đóng phát A, đóng L, đóng K luôn. Bắn gọi là cho chị Du yếu, sau đó công K nhà của ông anh, lọt nhà. Đó là công của thường nhiều hướng khác nhau.
Ok, như vậy chúng ta đến với tình huống quay Quân anh em nha. Quân sẽ là gì đây? Trong trận này, trận đấu đầu tiên trong xỉ đấu thứ hai. Và như vậy trận này No 1 là người được cầm Cho Son và Egypt. Hồng Anh là người được cầm Minwan và Mitsu là người được cầm Sam. Đấy, Quân vẫn chơi tươi thôi. Hồng Anh sẽ là người được cầm Minwan rồi. Summerian dành Mitsu. Nói chung là Mitsu auto đánh cung rồi anh em ạ. Mitsu auto cung rồi, chém không ăn thua đâu, không sát thương. Min cái min xăm. Yes. Ok, đây là Cho Son dành cho thủ No 1. Tiếp tục cầm một Cho Son nữa. Trận trước anh cầm Cho Son nhưng thì rất tốt. Kích cuối 9 lên ôm bom. Lâu lắm rồi anh được ôm bom em ạ. Rồi bãi quả đầu tiên đẹp nha, 6 cây. Thông tin về trận này chúng ta lại bằng chơi phù thủy để quay chết Hồng Anh. Kệ cho Mitsu, Hồng Anh chậm dần. Phải không nhỉ? Hay là đóng lỗ E nhỉ? Chậm tí tí thôi anh em, chắc là đóng lỗ E một chút thôi. Đá cái bầy hươu này về dành cho game thủ No 1. À ok anh em, nhưng mà No 1 là người cầm Cho Son. Không sao, mình sửa nhầm một tí thôi anh em ạ. Cái này sai thì mình sửa lại thôi. Đó, chúng ta quay lại chỗ này thôi. Đã có bầy hiệu đầu to dành cho một đưa về nhà chính. Một bầy hiệu như là 7 con. Cũng ra gì này nọ đấy. Đây là mình máy đến từ game thủ Tiểu Bạch Long. Và anh đang có một thế nhà để xem nào. Như vậy là 4 voi. Và câu voi xa trước và đóng cho mình chữ S. Hai nhà ta đang có ý đồ một khung với nhau hay sao đây. Rồi như vậy là rồi ok, pha này không chết dân anh em ạ. Một cái pha cầu voi móng bóng dáng ở đầu một, nhưng mà pha này không chết. Trận hôm nay có lẽ No 1 anh sẽ là người đánh chém và Dũng Con anh sẽ là người đánh cung 26 nông dân rồi. Vẫn đang xin dân này.
Ừ, như vậy là vẫn đang xin dân anh ạ, có lẽ sẽ là 27 dân trong chỗ này. 27 rồi. Tiếp tục xin dân. Rồi chắc là 28 dân. Rồi quay trở về màn hình máy của game thủ đầu 1 thôi. Anh Dũng ép 28 dân trận này. Nó 1 thì gì đấy. Và nó 1 đánh 27 dân. Vậy hai nhà người ta một nhà 27 dân, nhà 28 dân. Rất ra gì nhảy nọ. Bên kia 25 dân giành Mitsu đánh chém à. Hồng Anh đánh cung trận này. Tôi xin phép là dí chết Hồng Anh luôn được chưa? Anh đánh nào nghiên 4. Rồi con chém đẩy lên đây là nhà của Hồng Anh luôn. Hồng Anh đánh cung. Nó một sóc 2L trận này ạ. Vâng, vậy Hồng Anh có con T rồi. Con giò đang là cung giáp đầy đủ. Mitsu trở lại là người đánh chém, còn Hồng Anh là người đánh cung. Đây là cái thủ tiểu Bạch Long thôi. Trận này anh 29 dân, 28 dân cộng 1 à. À đâu. Rồi lên đời xong nâng cấp bánh xe, sóc dân là chính. Có con giò đấy nội nhá. Có con giò chị Su đấy, nhưng mà đến thì khả năng cao là có chém rồi. Đây là nâu 1. Và người ta là có giò rồi, mà chị Du mang giò sang chọc thôi. Rất mắc binh. Con giò đến với công giáp hay không? Hồng Anh bo vàng, bài cung này, cung kiểu lom rom thôi. Anh cung A nhưng mà còn không có cửa. Rồi giò chọc. Bây giờ bo nhỏ ra anh Hồng Anh. Đây có cung là không cần đánh chị Du. Và dí thẳng nhà Hồng Anh thôi là xong trận đấu này rồi. Chị Du thì Hồng Anh chết rồi, đánh cái gì đây? Màn hình máy dành cho anh Dũng xem là 34 đang tăng A. Đây là cái thủ đầu 1 đang đi thôi. À 2L nhá. Và 2L đánh Mitsu nhá. Lạc đà có quân thi đấu ở đây anh em ạ. Có đồ chơi đấy. Vẫn giang ra quẩy thôi. Nãy sắp con quẩy giữ gắn chết anh em ạ. Sắp con quẩy tiếp. Bây giờ màn hình máy đến từ game thủ Tiểu Bạch Long. Rồi, dù rất nhiều lạc đà luôn, đứng sang thủ luôn cho Hồng Anh. Đây là thủ tiểu Bạch Long rồi, tham lai 5 sọi rồi. Chặt gỗ 1 nha. Có lẽ là nên đầu tư cho mình chặt gỗ 2. Có thêm cung lờ và dân vẫn đang ra nhà chính rồi. Rồi ngày xưa tôi rất thích xem thủ tiểu Bạch Long đánh chủ lực anh em ạ. Rồi bây giờ đối với khả năng ra dân của anh vẫn không hề là phai tí nào anh em ạ.
vẫn đang sóc dần rất khỏe và dần cứ ra đều nhà chính thôi. Có như 5 nhà VA rồi đó, chị Du kéo nó đà sang để chơi N1. N1 sang 36 cung A đông nhá, cung A đông đấy. Ôi, phải nâng gỗ 2 đấy nhá, nâng gỗ 2 đây anh ơi, phải nâng gỗ 2 đi. Giáp còn lạc đà đông đấy, đấy cung A thì không ai nở to ra, các như hôm anh thì không có dân đâu, đến kiểu cung bo nhỏ là không có dân đâu. Đây mà đánh máy dành cho Tiểu Bạch Long thôi, 64/88 đã có BC rồi, làm tơn vàng đầu máu nè, có vàng làm tơn đầu máu. N1 thì bảo vệ không có. N1 anh rất nhiều gỗ. Tí nữa thì cùng có trận gỗ 2, có đầu máu rồi, một chiếc xe khác rồi, gỗ 2 đã có dành cho cái thủ trưởng Bạch Long. Vẽ ruộng này, BC bung ra phát triển các kiểu luôn. Rồi, không anh đẩy quân sớm nha. Nói chung sóc quân được rồi. Rồi, timeline 71 nhưng mà có hạn 50 dân anh em ạ. Có tầm một kích cung L rồi. Tầm 25 con thôi. Rồi 5 nhà BA. Dân rất nhiều, tăng nhà BA thứ 6. Rồi, xin tí vàng nào. Còn tí vàng nó cái đầu máu nào anh ơi. Đấy. Vẫn đang tách cung lên rỉa dân Hồng Anh thôi. Hồng Anh 3 dân ăn vàng ở đây. Timeline 87/88. Đây timeline No 1 này, timeline 36. Vâng, 36/56. Đây là game thủ Tiểu Bạch Long thôi, timeline lead rồi, beat E anh ơi. Vâng, bắn mid zoom một tên, timeline nở rất to. Và đã xây team E dành cho thủ dũng con, mid zoom chạy dân rồi. Sau thời gian này mid zoom ra đều 2L, đến kê Hồng Anh, giờ Hồng Anh bị feed. Mà Mizu thì cũng bị vào feed. Rồi bạn cảm giác bất lực trong kèo này anh em ạ. Rồi có lẽ tỷ số sẽ là 4-0. Rồi đứng dốc có chém đả. Ồ luôn. Quýt. Rồi xin phép xử tỷ số anh em nha. Cùng A này không có tuổi. Cùng L đã có đầu máu. Chặt cô 2. Có lạc đà Mizu ở phía sau. Và 8 nhà BA đang sóc đều dành cho cái thủ dũng con. Rồi tạm lại đang 1 lít. Càng ốp tham càng to. Ồ. Càng đấu quân tham càng to, thế mới hay như vậy anh em ạ. Ở màn hình máy đến từ game thủ Tiểu Bạch Long. Mà cùng ai đang đẩy, họ đang muốn dụ ra dốc. Nãy đứng dốc họ cũng đấu được, Mizu đang ra cả sọc đơn nữa. Và Hồng Anh đang phải rút lui rồi. Bây giờ dí lên chiếm vàng đối phương luôn, không cho ăn vàng, Hồng Anh đang có thêm tư quân trì viện. Rồi đúng là một cái huyền thoại. Với khả năng đánh chủ lực của anh nó không hề... và là yếu điều chút nào cả anh em ạ. Ok, tỷ số là 1-0 trong xe đấu thứ hai, đánh khá đơn giản vậy thôi. Kèo đúng là lệch thật anh em ạ. Kèo không cửa thua, khả năng cao là 9-0. Bây giờ là 4-0 anh em ạ, 5 trận rồi. Nói chung là kèo đánh, kể cả đánh xiang, đánh AC, đánh random đều tịt cho bên kia cả anh em ạ. Chúng ta đến màn hình máy quay quân anh em nha. Trận đấu tiếp theo. Trận đấu thứ 2 trong xe đấu thứ 2.
Không biết bao giờ anh Dũng mới quay trở lại vị trí chủ lực của Thái Bình đây. Ok, như vậy là chúng ta còn quay Quân em nhá. Vâng, Quân sẽ là gì đây, trận đấu thứ hai, trong xếp đấu thứ hai. Chúng ta cầm Quân tay phải thôi. Như vậy trận này No.1 cầm IA. IA Pho. Diệp Bạch Long anh cầm Pho, No.1 cầm IA. Hồng Anh là người được cầm Pơ. Anh ao ra, đợi đi. Mitsu trận là người được cầm Egypt. Thì Bạch Long anh ấy like ở trên Nimo TV anh nhá, anh có thể gõ Nimo TV lên và search hình như là Thì Bạch Long để em search thử cho anh em để em biết luôn. Em cũng chưa đúng rồi đây, nickname của anh là Thì Bạch Long anh em nhá. Mọi người có thể vào Nimo TV này. Search Tiểu Bạch Long là ra. Có cái ấy đâu? Ở trong hay không? Đây là bài Yamato đến từ game thủ đầu 1. Đây là những cái bước dò đầu tiên thôi. Rồi câu con voi về với nhà chính. Bài Yamato này thì tương đối ổn. Kèo này nó một cặp với ai vậy? Đây là game thủ Tiểu Bạch Long anh nhá, huyền thoại Tiểu Bạch Long. Anh em mà xem đế chế thì lâu đã biết rồi đấy anh em ạ. Chắc là ai cũng biết thôi. Thế còn đội đế chế chắc là đội mới nổi ở đây thì chắc gọi là biết sơ sơ. Nó một không có quả đôi chín chùm mà. Có nhưng mà nó một đây không thích anh em ạ. Anh bảo là đánh ở đằng sau, ngồi sau cái run tay không đánh được tập trung nên là không thích. Có thêm bầy hiêu dành cho thủ nông 1, chúng ta chuyển sang màn hình máy của game thủ Tiểu Bạch Long để em đóng. Bài của game thủ Dũng Con thì anh đã có như vậy là quả đôi này, mở quả đôi luôn, mắc bình thế giới nhỉ. Có thêm con voi mình nữa, thế này có lẽ là sẽ là chém dành cho game thủ No.1 và cung đến từ game thủ Tiểu Bạch Long. Đây là No.1 có thêm bãi quả phụ, bài đang ép đời với bao nhiêu dân đây, có lẽ tầm 25 dân. Mà nhớ Hồng Anh là người là cầm Persian đấy, Hồng Anh là cầm Per đấy. Cầm Persian nó có điểm mạnh, nó có điểm yếu anh em ạ. Điểm mạnh nó là khả năng ép đời đột biến, và điểm yếu là những con nông dân không bánh xe. Đánh như thế lâu về dài sẽ rất dễ fit. Yeah.
Oklahoma, Glory. Oklahoma, No 1 tên là gì vậy? BLV. No 1 tên thật của anh là Nguyễn Thiện Anh anh em nhé. Nguyễn Thiện Anh. Hồng Anh đâu một đây này. 9 giờ này. Rồi. Đóng nhà điều kiện tí sẽ ăn vàng ở đây luôn. BL lại thủ bãi vàng luôn. Nhét dân vào, Hồng Anh là người được cầm pơ. Hồng Anh đợi rất sớm, nó chốt hai cái e luôn. Vâng, hai cái e là kín mấy vàng, tránh chạy chọc xuyên luôn, ba cái e. Đây là mảnh máy đến từ game thủ, đây rồi, bị giò chọc nha. Bị con giò pơ chọc luôn, bài Persian này đợi nó khá là sớm, dành Hồng Anh công giáp đầy đủ. Và pha này té đã, chúng ta có công gọi là công giáp. Phải đánh thủ pha này thôi, và có lẽ phải thủ P đấy. Vâng, đẩy T 9 giờ luôn. À, có lẽ đời xong sẽ là thủ P dành cho Normal thôi. Vì là Hồng Anh cầm Persian, chơi phù nó chỉ có những pha đỏ đen. Tiểu Bạch Long đang đẩy T lên nhà của Mitsu rồi, con T đang di chuyển. Bài này có lẽ phải giáp sớm đấy, vì Hồng Anh nó sẽ có ưu thế trước Normal. Normal rất dễ chết nha. Sợ họ làm một đường qua Normal, họ sẽ vào trong luôn, bo nhỏ dành cho Normal rồi, pha này rồi. Bo nhỏ như vậy rất dễ chống game thủ mà ép đòi. Ôi à. Vừa đến cái E là xong. Nó đứng còn giò ngay đây luôn. Và cái đóng cái P ở đâu thì đóng rồi. Và này toang. Cố gắng chạy dần thôi. Cũng may là dần Yamato. Tham còn 20/52. Rất có thể là lạc đà sẽ vào trong luôn đấy. Đây là cái thủ Bạch Long tham 29/64. Anh có chuyển cung A hay không hay vẫn sẽ là đánh cung R đây. Không có vàng thì phải vàng ngoài hết. Hồng Anh sang kìa anh ơi. Đây là màn hình máy đến từ game thủ No 1, nghệ sĩ nhân dân của chúng ta. Thấy rất Hồng Anh rồi nhưng mà chưa chém được. Đối phương có lạc đà đứng kê, chúng ta phải dòng phù lên đã. Chiến nâng cấp chạy nhanh cho những con phù Yamato cũng được. Mitsu bo kín nhà luôn. Đang tăng A đến từ Mitsu cầm Egypt. Phải E. Rất ra gì này nọ nhưng mà làm sao chị ơi. Làm sao. Mất bãi dân ở phía ngoài. Đây là cái thủ Thủy Bạch Long, anh đang thủ trước Hồng Anh. Thủy Bạch Long anh vào nói rằng là cái bài mà chống lạc đà này anh chơi cái đây rất nhiều năm rồi, cái thời Hồng Anh còn chưa mà thi đấu nhưng anh không phải xoắn. No 1 tham 22 vẫn đang đi quản thôi. Rồi gặp dân của Hồng Anh đang di chuyển, có phù thủy dòng lên ăn thêm 7 hiệu dành cho một nữa. Hồng Anh quản không sát nhỉ, Hồng Anh quản không đi sát nhỉ, không đi với này luôn đấy. Lạc đà Hồng Anh đâu rồi, đây rồi, thấy lạc đà Hồng Anh vẫy xin một cháu rồi, nó ăn hiệu đây, làm hai con đó, một con, hai con rồi, ngon, tách lên chém luôn, bú bãi quả, bú bãi hiêu này với chúng tôi à. Mizu đẩy cung nhá, đẩy bắn phù đấy. Đây là cái thủ dũng con rồi, thấy dân đầu một thôi, tưởng dân của ai, định bảo bánh bắn. Anh tăng cho mình nhà BA thứ 5 rồi, ăn gỗ ở phía ngoài và tăng A thứ 6, châu quân luôn trận này, châu quân luôn trận này. Đây là cái thủ đầu một, tham anh cũng đang là 21, hạ này vẫn đang gọi là đánh thoải mái, đánh ổn đấy. Mizu cũng chưa mất quá nhiều, chỉ mất Mizu chỉ mất 6 dân ở phía ngoài lúc đầu thôi. Nông dân bánh xe đã có. Đấy, dân di chuyển này, ngay trước cửa này. Anh Dũng có quân đây bắn không nhỉ? Đây Dũng đây rồi. Vâng, đây rồi, Hồng Anh à. Đi đâu đây? Rồi, dân Hồng Anh rất đông tuần này, rất nhiều dân đấy. Thì cứ bằng dây dưa diền dứ này thôi mình sẽ có chiến thắng em ạ. Bởi vì bên kia là Persian, lúc đầu nó phú thật đấy nhưng mà nó rất dễ fit. Thì fit rồi thì còn Egypt kia nghĩa là bằng 2 đánh 1 nó sẽ là tươi cho chúng ta.
và sẽ là Khoai thì Mitsu, và dù sao Mitsu cũng là con gái thôi. Bắn rất nhiều dần của Hồng Anh pha này. Tham này là 52/68. Lạc đà đang truy sát theo, không còn dần gỗ nữa rồi. Đây là máy dành cho No 1 19. Hồng Anh mặc dù anh ta mất dần nhưng lạc đà đang giữ được đông nhá. Tham Lai chúng ta đang đè rất mạnh rồi. Vâng, Tham Lai chúng ta đè tầm 64 rồi. Thì vậy là ông Tham anh 54. Về Mitsu Tham tầm 44 sọi thôi là cùng. Phát triển không hề khỏe. Có cung rờ đẩy lên nhưng đây là Egypt đấy. Và nó ốp quần rồi, ốp quần rồi. Họ đang muốn tô màu nhà của game thủ Thủy Long. Tham Lai là 60. Chạy pha này thôi. Đổi nhà đó mình sẽ tươi thôi. Bởi vì khả năng hồi lại nhanh dành cho Phu. Và bài Persian đã fit rồi. No 1 thì những con nông dân bánh xe anh có và anh chạy dân thoải mái. À, đi quân luôn. No 1 anh đâu rồi? À, chém dân Hồng Anh và sẽ dí thẳng đến Mitsu luôn. Chủ động chạy dân. Bây giờ Mitsu sẽ kéo quân về hay ta ốp đây hay chị sẽ ốp đây. Rồi 7E rất nhanh tại nhưng pha này có lẽ phải chạy nhà. Tiếp tục 7E và 7 đang rất nhanh. Vẫn đang nhanh ạ. Ôi giời 7E kìa. Vâng, kinh khủng khiếp. Giờ này chưa đổi được ạ. Càng thế nhở. Khi anh em ạ. Nên rồi bạn có chạm rồi. Nên lúc cái tham mình đang đè. Nhưng mà sau tình huống họ ốp quân thì bằng chất cung Egypt đang tỏ ra khác biệt. Bài No 1 thì anh lên đời sớm rồi. Nhưng mà con pơ nó phũ quá. Chắc là Mitsu không ra dân thì ra mỗi quân thôi. Ô tham mình chả đè còn gì nữa. Chẳng qua là hộp thôi. Đây này, tham mình lúc này đè này. Các anh biết xem tham này. Tỷ số là 1-1 trong siêu thứ 2. Nếu có đông quân ốp mình phát này mình mất tham thôi, tham mình đè lại thôi. Trận 2C3. À C2 trận 3. Một đều. Rồi đây sẽ là màn hình máy quay quân. Và đây sẽ là bảng quân. Cái tên mà đen cái E ra hơi fail ấy, của No 1. Đối phương đứng dò đấy, 7E phát mất đạo dần đấy luôn. Ok, như vậy chúng ta cùng đến với hướng quay quân nhá. Đây sẽ là quân. Và trận này quân sẽ là gì đây? Để chúng ta sẽ cầm quân tay trái. No 1 là người cầm Pamidan. Tiểu Bạch Long anh là người cầm Babylon. Hồng Anh cầm Siang. Và Mitsu cầm Min. Trận này có lẽ sẽ Hồng Anh chém Mitsu cung thôi. Đây là mảnh máy dành cho cái thủ No 1. Xin chào anh Thiện Nghiêm nhá. Đúng rồi anh thành công nhá. Đây chính là game thủ Tiểu Bạch Long đấy. Đã có cho mình quả đầu dành cho No 1 rồi. Nó cầm pan. Trận này vẫn em nghĩ là vẫn chơi thoải mái em nhá. Không có nỗ lực quá tịt đâu. Chúng ta có pan mà. Rồi bạn có sen. Chết đuối à? Không sao.
Đây là hình máy đến từ game thủ Tiểu Bạch Long, Babylon. Thông tin báo về từ BLV Hùng Tép thì anh chết một dân. Rồi gặp đôi sư tử. Đó mà cầm Babylon. Nên sẽ có cơ cấu đánh cung hay không thì nó một sẽ người anh chém rồi. Đây là màn hình máy dành cho nó một thôi. Anh em muốn theo dõi game thủ Tiểu Bạch Long thì có thể vào nimo.tv và search kênh Tiểu Bạch Long anh em nhé. Và hiện tại anh đang live stream đấy luôn anh em ạ. Trực tiếp kéo này trên cái kênh đấy. Có một pha ăn chanh. Pan đang ăn chanh với VR Hồng Anh trong trận này. Hồng Anh là người được cầm xiang. Trận này thì chắc chắn Nomo sẽ là người ăn được nhiều thực hơn rồi. Và xem Pamela này sẽ thi đấu kiểu gì này. Và bây giờ cắt dân đi ăn vàng dành cho thủ nô 1 thôi. Sóc còn giò, nâng kích công à, có thêm hai con hươu ở trong này này. Tăng thêm gian vàng dành cho thủ nô 1 thôi. Chọc qua dân. Còn thân báo về thì Hồng Anh người đang chéo cánh sang bên này rồi. 23/40. Đây là nô 1 thôi.
Ôi, à, rồi mày quá, dần không vào trong được. Đập luôn ông anh pha này ạ. Có con, mình có con gì ở trong không nhỉ? Quẩy tê không nhỉ? Đập chết con nông dân luôn, ông anh lên 3 rồi đấy phải. Vâng, muốn lên đây ôm bom anh em ạ. Vâng, đưa dân vào trong thì ôm đấy, chết dân này, sư tử cắn kìa. Vâng, sư tử cắn chết dân này. Nhưng mà mình máy dành cho cái thủ đô 1. Nó đang chọc vào cái bãi vàng. Không, hình như không phải đập P nhưng lại có P rồi. Có P dành cho Hồng Anh. Vâng, đã thấy nhà Mitsu rồi. Ờ, ăn vàng đây này. Ờ, Mitsu đã ăn vàng ngoài rồi đấy. Ờ, rồi. Cái gỗ, chị Du chị bo rồi. Nhưng mà sẽ ăn ở dân vàng. Vàng ngoài thì phải nhá, không có vàng trong à. Làm lại là 22 dành cho cái thủ nô 1 thôi. Cái này bo toàn nhà cứng mà hạc E khả năng cao là khó đi. Đang ra được 1 L dành cho nô 1 và đang ra thêm cả P nữa. Cái thủ lại cũng lạc đà của cầm xiang. Ờ, ăn vàng ngoài này. Đây là cái thủ Tiểu Bạch Long. Ờ, vẽ ruộng rất tròn luôn. Sóc cung rờ. À, đẩy cung lên bắn. Ờ, anh Dũng lên bắn luôn bãi vàng. À, bãi gỗ của họ luôn. Thẳng lên là tới. Thẳng lên là tới luôn. Bắn luôn bãi gỗ. Đây là thủ nó 1 đây rồi. Dân Hồng Anh ăn hoa mà có phù thủy thế này. Phù những con kia nó phù được rồi thì phải. Và dân đang chạy. Đây là cái thủ Tiểu Bạch Long rồi. Bắn con T và rẽ phải sang là cái bãi gỗ luôn nhá. Ở chỗ BB là bãi gỗ anh, bắn luôn. À, ăn vàng đây luôn này. Vâng, mút luôn cho nó mát. Đây là cái thủ No1. No1 đang chém vào nhà của Hồng Anh rồi. Hồng Anh đang đứng chơi. Không là đà Hồng Anh công lên đây. Không, Hồng Anh đang đi anh Dũng kìa, ở nhà anh ơi. Vâng, công ca. Hồng Anh công ca pha này. Khó chịu thật đấy. Vâng, No1 anh có phù không nhỉ? Hồng Anh ra đập con ca thôi. Hồng Anh về cứu một tên đi. Về cứu một tên đi để cơ cấu lại ruộng ruộng nương nhanh. Đấy, cái thủ nô 1. Rồi, dân của anh Dũng đang phải chạy ra bên ngoài. Đây là tham lai 22 của anh thôi. Một pha công ca của Hồng Anh. Rất khó chịu. Và chết có vẻ là hơi nhiều dân đấy. Nhưng bây giờ tham lai một đang to đấy. Phải nó 1 cầm 329 cơ mà. Nhưng mà nên nhớ là Mitsu là người sẽ có những con cung A ra. Mitsu sẽ có những con cung A. Còn những bãi vàng của chị ở phía ngoài. Rồi cơ cấu lại nhà nhá. Thậm chí là bài pang nó 1 có ruộng không nhỉ. Bơm đồ Tân anh ơi. Không Tân đồ để hồi anh. Rồi, cho 200 thực để hồi lại. Rồi. Là chém mẫu đấy anh em ạ, trận chém mẫu của nó 1. Chém nó xong bơm đồ. Hồng Anh sau pha công ca anh đã rất yếu đấy. Gọi làm yếu nhà anh Dũng một tên thôi, cung ao đẩy ra. Bây giờ thế sẽ là 2-1. Thế sẽ là 2-1 trong này. Hồng Anh đang có quân công lên. Thông tin về Mitsu cung ao một áo ạ. Ôi giời ơi, phút thứ 21 rồi. Chết dở rồi. Thông tin về Mitsu bơm vàng nó 1 á. Cóng à. Chắc là vâng dư luận nó rèn pha anh em ạ. Rồi. Thấy cơ sở của ông anh mới còn rồi, tháo chạy rồi tháo cống rồi. À vẫn còn đấy. Ừ, vẫn còn dân ở trong bắn. Vậy e lại dân đỡ trên đường tung. Và rất nhiều dân ông anh sẽ nằm xuống pha này. Tham 31/76 dành cho cái thủ tịch Bạch Long đây là No1. No1 tham 38 luôn. No1 sẽ bằng chơi trâu chém là chơi thế nào đây. Con pan bơm đồ không mất phế nha, bơm thoải mái luôn. Ở nhà Hồng Anh bóc máy một vài tên.
Đây là game thủ Dũng Con, anh đang thân 37. Nó thủ được cho No 1 pha này. Bây giờ Nguyên Duộng ra quần rồi. Trận gỗ 2 có gỗ nhiều rồi, liệu rằng làm tân BC hay không hay sẽ tăng A luôn. Làm tân BC phát triển. Hãy vàng biết du ở phía ngoài. Biết du chứ là chui hốc anh em ạ. Chui hốc, đây là cái thủ No 1 thôi, bảo vệ lọt rồi. 2-1 trong trận đấu thứ hai, không có cửa nữa gì rồi bạn. Sửa luôn tỷ số. Không có cửa rồi bạn rồi. No 1 đang thân lại 3 sọi. Đang ra đà. Đây là game thủ Dũng Con. 46 luôn. Họ tháo cống chạy đâu nhỉ? Sâu 9 giờ đấy. Ở trong này có gì không? Ấy trời ơi. Ôi giời. Ôi trời, khả năng cao là đen đen nhà gì đó chạy ra ngoài rồi. Rồi đã chạy dành cho Mitsu. Hồng Anh biết là hồi đâu. Hồng Anh này cầm xiang, không thèm bắn dân luôn. Vẫn đang lùa chị chạy đâu chạy. Tách thành hai hướng. Tách thành hai hướng thôi. Chạy tụm lại với nhau. Vẩy e. Rồi. Chạy đi đâu? Và quýt đến từ Hồng Anh. 2-1 dành chúng ta trong xíu này. Tỷ số là 2-1. Chúng ta có đến với trận đấu tiếp theo rồi. Vâng, cũng đợi chờ để đến với trận đấu tiếp theo thôi anh em ơi. Các cầu thủ vào mạng, em sẽ thực hiện pha quay quân. Rồi, đây sẽ là màn hình máy quay quân nhá. Cố kèo rồi, xong kèo đấy. Ok, như vậy là đến với tình huống quay quân anh em nhá. Quân sẽ là gì đây? Rồi, như vậy No 1 cầm Hitty dành cho No 1. Rồi, anh Dũng là người được cầm Pamidan. Và Hồng Anh là người được cầm Kalata. Và Mizu cầm Pơ. Không biết Mizu cầm cái gì phải không? Thì quan trọng Hồng Anh thôi. Rồi, chúng ta là Hitpan luôn. Mắc bình thế giới, khả năng cao sẽ là bằng IC. Chuẩn bị đến với C3. Không biết là cái kèo này có chuyển sang đánh AC hay gì không em, hay là đánh thể loại nào khác hay không. Nhưng còn random này tịt. Bởi bạn đã có được một trạm rồi. Rồi, chúng ta cùng chuyển đến màn hình máy của game thủ Tiểu Bạch Long. Anh đã có được cho mình bãi quả phụ này. Và bầy hiêu. Và bầy hiêu to đấy. Nhưng mà sẽ đá tạm 2 con 3 con về trước để xin dân đã. Alam 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 al
Rồi, bài Parmidan đã thêm hiểu về dành cho game thủ Tiểu Bạch Long. Nên vẫn cần đi dò thêm đồ ăn nữa, vì đồ ăn đang chưa đủ đâu. S đầu đóng ở đâu đây? Để cho nó mắc bình đây. Trong bầy hươu đầu vẫn đang còn 2 con nữa. Ít nhất sẽ là 2 con nữa. Không biết là có con thứ 3 hay không thôi. Nếu mà có con thứ 3 thì mắc bình. Nên thành ra là sẽ có hươu đầu 7 luôn. Nhưng mà rất có thể sẽ là hươu 6 rồi. Hươu 6 và bãi quả phụ. Chưa có voi. À, vẫn cần thêm đồ. Đây mình máy đến từ game thủ đầu 1. Anh cũng đã có quả phụ luôn. Không đồ lùa về. Và một chiếc BS nhân đôi, nhân 3. Nghĩ sẽ đánh cung trận này. Đây sẽ đánh chém đây. Đồng đi nó về, nhưng mà sẽ là người ở cạnh nhà của Persian. Ôi, anh có cung lờ, chị mới có giò thôi. 12%. Rồi, có thêm bầy hiêu nữa dành cho game thủ nâu 1. Chắc là sẽ phải ăn anh em ạ. Bài này sẽ cơ cấu nhà kiểu gì đây? Nên đội bạn có Katha Per sẽ là hai chém rồi. Không biết là Hồng Anh liệu rằng trời ơi, anh ta liệu ôm bom tiếp hay không? Chúng ta cùng xem nhà chém. Nhà Pan có thêm đôi voi nữa. Như vậy trận này sẽ là hiêu 6 và đôi voi. Rồi, bãi quả. Rồi. Đang muốn đóng BB ở đây thì sẽ là một chiếc BS để khai thác vàng luôn. Rồi, chỗ này kín luôn. Nhét dân vào trong là một S kín luôn. Ba này sẽ tầm 4 dân ăn vàng thôi. Và hiện tại là còn thêm bầy hiêu nữa. Thông tin về Mizu lên sớm à. Điểm số đang nhảy rất cao. BL và BM. Một trận đấu cầm pan 18 dân kích 10. Như vậy là bằng tầm gọi là 10 tròn đi. Rồi đây sẽ được chết nữa. Cơ cấu rất mắc. Rồi nó một xin chăm thực anh em ạ. Chắc là yếu, bài yếu. Vâng, bơm thực thì nó không cân được map thì thôi đấy. Rồi nâng cái giáp và đẩy con giò đi. Sẽ gặp Hồng Anh thôi. Cái này anh Dũng gặp Hồng Anh thôi. Nhưng Hồng Anh đang ở đâu? Chưa đến. Đây rồi, nhưng mà là gặp con giò Hồng Anh luôn. Nhưng mà cái bài Katarian này thì cũng lên đời không muộn đâu anh em ạ. Hiện tại cũng cái đời tầm 12x gì đó thôi. Vẫn là trong 10. Nhưng mà giò là giò thủ rồi. Vẫn đang khai thác thêm hiêu dành Hồng Anh. Công giáp sẽ được nâng cấp. Thấy nông dân của Mitsu cầm pơ đang bú quả. Đầu mùa bị giò chọc chưa nhỉ? Hình như là... Có giò chọc cái sao kìa anh ạ. Thì chọc cái đây con giò đến rồi này. Đâu. Chắc là chị Su không có nhiều tay đâu. Bò nhỏ đến cơ sở. Bảo vệ là bài em không nâng chặt gỗ đâu. Vâng, giọng đang rất hốt hoảng. Bài em không nâng chặt gỗ đâu. Bài yếu lắm. Tiểu Bạch Long nó xem anh chém thôi. Lạc đà đang muốn dí lên pha này. Liệu rằng có chọc chéo hay không ở nhà thủ P. Vâng, chọc sang nhà Mitsu ở nhà thủ P. Nhưng đóng P rồi thì phải đấy. Rồi, nó đang đuổi nhau rồi. Lạc đà Pan nó di chuyển rất là cơ động, rất nhanh. Đây rồi. Thấy một đạo dân Hồng Anh đang ăn hoang ở phía ngoài. Bút. Đã có P tại nhà. Như vậy là 2L1P dành cho cái thủ Dũng còn. Nhưng mà Katha cũng là bài 2L thì Hồng Anh lạc đà đang đông. Phù của Pan là phù nó không đầy đủ công nghệ anh em ạ. Nó hơi tù.
ăn thêm 7 heal nữa. Đây là nâu 1. Thằng còn 22 rồi, bị Mizu đấm rồi. Thôi căng đấy anh em ạ, căng đấy. Không phải đơn giản đâu. Và được bạn Mark của Mark. Còn bài của chúng ta thì bằng nâu 1 thì không lên đời muộn, không được chặt gỗ được, lực yếu. Nhưng mà dù sao họ chỉ là Katha và Pearl thôi. Còn Pearl xe nó sẽ dễ fit, mà còn Katha đi ăn thì sẽ nó không chống được phù. Nhưng đội bạn có cấu chuyển Kunga hay không? Mà cái này không phải kịp cái ruộng, đèn cái ruộng mà chạy thôi. Nâu 1 là 22. Rồi có cung lở, tên này sẽ đưa đi bắn. Chơi vào những cơ sở bò nhỏ luôn. Một con cung đứng ở trong nhà đấy, chơi được thủ được pha này đấy. Rồi bắn dân à. Mitu quay về sẽ mất hết đạo dân này và dân Persia. Đây là cái thủ thì Bạch Long tham là 25, vẫn đang thủ được cho ông anh. Nâu 1, bắn dân tiếp nào, bắn dân Hồng Anh luôn. Vâng, khả năng cao phải đen e để cho con cung lở vào trong đấy. Và vẫn là một con ở trong rồi, lạc đà đang đông. Anh Dũng đang phải đuổi pha này, Mizu chết thêm một đạo dân, rất nhiều dân ở đây. Một con đang ở phía trong. Làm 29 anh cho nó một rồi. Đây là màn hình máy dành cho Tiểu Bạch Long, thăm 26. Anh cũng đã có phù thủy rồi. Dòng phù sang thủ nó một. Đội bạn chỉ lạc đà không thôi. Sang vẫy tạm vài con làm đồ chơi. Nô 1, 27 vẫn đang tách cùng đi bắn. Có phù thủy dành Hồng Anh luôn. Rồi bắn dân ruộng đã, Hồng Anh biết không đây. Dân của anh đang chạy ra ngoài rồi. Hồng Anh dường như chưa biết. Rồi sửa. Thêm dân ra sửa pha này thôi. Và có một con ở phía trong nữa rồi, chạy con ở phía ngoài. Và rất nhiều dân của anh nằm xuống bánh xe dường như chưa có. Mizu vẫn đang đuổi. Nô 1, 28 họ vẫn đang đi họ chạy rồi. Họ chạy rồi, hai cung lở ở trong bắn. Lại quay lại từ ông anh. Đang tụ cung dành cho nô 1 thôi. Vâng, đóng một cái S đây luôn. Bảo vệ quân nó đâu, để anh giải quyết hộ cho. Đây là anh Dũng rồi, lạc đà. Ui giải ơi, đồng đê. Lạc đà pa thì chuyển rất cơ động. Nâng chém 4. Một trận là chém mẫu rồi. Và thay nhau tỏa sáng em ạ. Trận trước nó 1 nó chém mẫu bùm đồ. Trận này anh Dũng lại còn chém mẫu bùm đồ. Và nâng cấp chém 4 rồi. Chạy dân một tơn. Nâu 1 thôi, 27 à, làm tơn giáp anh nâu 1 đây. Làm tơn giáp lên. Làm tơn giáp 2 lên. Lạc đà với du đông đấy. Nâu 1, 30 rồi. Đây rồi, gặp phù rồi. Gặp phù rồi. Rồi chạy đi đâu con sâu này. Rất nhiều phù nằm xuống bắn dân vàng. Hồng Anh đã có bánh xe. Bây giờ sẽ dí lên đến từ game thủ Dũng con. Và em nghĩ là rồi, bắn phù anh ơi. Dí luôn. Hồng Anh khả năng cao chết. Rất nhiều dân nằm xuống. Và bắn mất 3 con phù đấy. Bay dân vàng luôn. Đây là game thủ Tiểu Bạch Long 26. Ở nhà của nâu 1 thì không bị đi nữa thôi. Biết du đông là đà nữa, cầm chỉ chạy long quăng đi chơi thôi. Rồi, bị ché mè ngoài. Đã có cái giáp 2 dành cho cái thủ nâu 1. Bắn phù tiếp một tơn. Về nhà P anh. Về nhà P rồi. Có ca nhá. Ui, công ca kìa bạn. Rồi, cẩu E to rồi. Hồng Anh đi xa. Vâng, như vậy tỷ số sẽ 3-1 trong xe đấu thứ hai. Chúng ta có hai xe bỏ túi và sẽ bước vào C3 anh em nhá. Bước vào C3. Hello.
Vâng, đến với trận tiếp theo rồi. Đây là màn hình máy quay Quân. Rồi bảng Quân, trận thi đấu đầu tiên trong xe đấu thứ 3. Cân. Ok, như vậy chúng ta cùng đến với pha quay Quân anh em nhá. Trận thi đấu đầu tiên trong xếp thứ 3. Như vậy Quân gì đây? No 1 cầm Egypt và AC dành cho game thủ Tiểu Bạch Long. Hồng Anh là người được cầm Egypt và Mizu cầm Hitty. Quân chúng ta vẫn tươi anh em nhá. Còn đây xin nó ép. Đây xin nó ép đời tốt hơn rồi còn Hitty một chút. Nhưng quan trọng đồ ăn nữa nhỉ, phải có đồ lên đời cơ. Quan trọng đồ ăn nữa. Anh là Egypt. Như vậy thông tin báo về thì vâng. Tối ngày mai nó lại đụng độ bên lớp rồi anh em ạ. Tại 9-0 rồi. Vâng, nó một đấy cho mình bãi quả đầu tiên. Đây là bãi quả của Egypt, 1 2 3 4 5 6 7 cây. Có một cái thế nhà chưa rõ là cung hay không nên đất đang là xanh mượt rồi. Đất này rất là hợp phong thủy cho việc vẽ ruộng. Đây màn hình máy đến từ game thủ Tiểu Bạch Long, anh cầm AC. Đội bạn trận này cũng có một Egypt đến từ Hồng Anh, một Hitty đến từ Mizu và AC Dian này nó có 3 voi rồi. Rồi thêm 7 hiệu nữa, một 7 hiệu to. Bài yêu này có vẻ là hơi xa. Rồi, một pha cầu đôi voi. Rồi, con này chết nó hơi xa một chút nhưng mà dân AC di chuyển nhanh. Kèo này mà câu đôi voi chết sát là chính. Nông dân quay mông phát về nhà đấy, nó kèo bịp rồi anh em ạ. Câu con voi thứ ba về, như vậy thì báo về sẽ đánh tầm 30 dân trận này. Ôi đấy một pha phải thế anh em ạ, đôi khi phải giống đôi một tí. Rồi ba voi về. Vâng, báo về là anh ăn quả phụ trước ạ. Báo về anh Dung ăn mấy quả phụ trước anh em ạ. Rồi ba voi về rồi. Vâng, mấy quả phụ ngay đây luôn. À, quả chính ngay đây luôn. Đây không đóng cái e à, chắc là cuối trận mới thấy. Lúc đóng e mới thấy mất. Đá bầy hiêu này về thôi. Vâng, hiêu hai bóng của chính cũng đá về luôn này.
Chắc là sau kèo hôm nay thì anh em về xem lại clip sẽ không có kèo khác đâu, nhưng mà không có kèo như vậy quay lại đâu. Tiểu Bạch Long có like không? Anh có like anh nhá, anh có thể vào Nemo TV để tìm kênh Tiểu Bạch Long em nhá. Rồi, anh đá cả bầy hiêu về nhà chính luôn. Một bầy hiêu xa. Đá tạm mấy con về trước, tí đá về sau, lực sẽ là khỏe dành cho AC trận này. 27 trên 28, ăn thêm 7 hiểu ngoài nữa, No 1 sẽ là người đánh chém. Nhưng mà cũng đánh 26 dần luôn. Thế nhà lúc đầu thì có vẻ là rất hoành tráng, nhưng về sau có vẻ là xấu. Nhưng có vẻ trong góc 3 giờ là sẽ có hốc, nhưng là sẽ đánh chém rồi. Mitsu có xe giò. Thế là có phải là bằng đồ ăn nhiệt hay không, thế nào đây? Rồi BL và BM. Hồng Anh cũng là người đang có điểm số cao thôi. Chắc là cháu lên đời vẫn sớm. Rồi nhảy đời sớm rồi anh Hồng Anh. Egypt một cái đời sang 11 với 26 nông dân. Đào vàng nâng cấp công giáp thôi, nâng cái công lại nhé. Rồi bo bế vàng mình lại. Hồng Anh đánh gì đây, chém hay cung? Khả năng cao Hồng Anh sẽ chém đấy. Mặc dù anh cung đấy, mặc dù dò rộng lắm, chắc là lên đời muộn. Rồi cái bên này nó một gặp nhà của Mitsu. Anh Dũng có con T rồi, bài khả năng cao T có giáp. Chặt gỗ đang nâng cấp. Ăn cái cánh rừng ở trong nó hơi tù nhưng mà bò bế nhà của mình lại thôi. Bò nhỏ. Rồi. Đây là No 1 để xem anh chém nào, một tay chọc chéo. Gặp Hồng Anh nha. Như vậy Hồng Anh cũng là người trong đây luôn. Hồng Anh không chọc anh Dũng, chọc sang No 1. Là con giò công giáp thì phải. No 1 là con giò công giáp, bãi vàng rất là thơm thịt đến từ Hồng Anh không chọc, anh chọc bãi ruộng, chọc cái gì cũng được thôi. N1 có 400 thực luôn, nó mát và lực khỏe. Hồng Anh có lạc đà rồi, có P luôn thì phải này. Vẫn té rồi, vẩy một tình huống vẩy nhanh tay để giữ con giò, chúng ta sẽ lạc đà thôi. Nâng cấp bánh xe nữa dành cho N1. Lạc một lờ bánh xe. Mitsu là lên đời muộn lắm. Đây là cái thủ Tiểu Bạch Long 30. Đây màn hình máy dành cho thủ Tiểu Bạch Long. Thì đó mà anh không thì nó về như là Mitsu ăn sư tử ấy nhỉ anh em ạ. 1A. Đây là đâu 1 thôi. Báo vì Mitsu đánh 1A trận này. Sao không chạy con dân ra ngoài đi anh? Ờ, có tê đẩy nha, bạn kia còn rất ăn ý với nhau. Ờ, có con phù mất hết đạo dân ở trong. Bãi vàng bị trời thôi, chạy đi anh ơi. Ô. Vâng, như vậy là bánh xe có rồi, đập chiếc con tê luôn. Hồng Anh đang chân lực sang đường bộ luôn. Thủ Bạch Long cầm AC. Quấn được khoanh ruộng và bị sư tử cắn. Cung L có giáp rồi. Lên bán phát là chết Hồng Anh luôn. À, như vậy Hồng Anh đánh hút mã nha. Có sọc đơn luôn rồi. Cùng AC nó rỉa dần rất nhanh luôn. Hồng Anh đã biết. Có rằng mình sẽ té thôi. Đây là có giáp. Vẫn đang 4 nhà BA được sóc. Thao tay của anh cũng đang rất mượt mà anh em ạ. Rất mượt mà anh em ạ. Đúng 4 trên 72. Đây là No 1 thôi. No 1 27. Dù thì vẫn đang có một nhà BA sóc rồi. Một nhà BA sóc đều.
Sóc đều một nhà BA thì bắn đâu một. Bây giờ tăng nhà BA thứ hai lại chưa? Đây rồi, có nhà BA thứ hai rồi. Vàng, ôi giỏi. Úi giỏi ơi, cửa cổ Mizu. Vâng, rất nhiều dân ở trong này. Vậy, ôi giỏi, thôi ác nó vừa thôi anh ơi. Vâng, ác nó vừa thôi. Vâng, ác nó vừa thôi anh ơi. Đây là cái thủ dũng con 48/72. Nhưng anh vừa đấu quân một tơn thì phải. Đầu một tiếp nó lại vậy. Đánh ác thật đấy. Đánh này ai chơi với anh nữa. Vâng, vâng. Vậy cả e luôn để bắt chị Du ạ. Ác như thú. Đây màn hình máy từ game thủ thì Bạch Long thôi. Hồng Anh đầu quân đấy. 245 chặt cũng 2 chưa có này. Có là lực rất nhiều gỗ luôn. Bắt đầu ra ngoài. Tăng Nga nâng cấp chặt gỗ 2. Nâu 1 nào. Nâu 1 tham 3 sọi. Nãy tham 2 mấy. Bây giờ tham 3 sọi này. Bên kia hit đi yếu quá. Tăng L. Hồng Anh chỉ là Hồng Anh cầm Egypt nhưng đánh bài hỗn mã. Chúng ta sẽ có lạc đà kèm cũng là AC. Nên sinh cái tuổi luôn. Là 51 dành cho game thủ Thiên Bánh Long. Vẫn đang tách cùng đi móc. Phát hiện ra một khoanh ruộng Mizu thì phải. Ồ, khoanh ruộng nhẹ đây rồi. Vâng, khoanh ruộng nho nhỏ, xinh xinh. Bung ra ngoài là những gỗ rồi. Vâng, trong tủ quá. Hồng Anh muốn dí lên pha này. Hồng Anh muốn sổ lên nhà của anh Dũng. Nhưng mà không sổ được. Và không thể vào được bởi vì đây là cái dốc cực kỳ cao. Đứng thủ tại nhà thôi, đầu một anh sẽ hồi lại. Vừa bị Mizu đẩy một tơ thì phải. Mizu tụi cũng là cũng hit and run này. Rất ra gì hiểu này nọ. Rồi tơ này Hồng Anh muốn sổ vào nhưng mà chưa sổ được anh em ạ. Đóng lại một cái S mới. Tăng thêm nhà VR. Mizu đang có cung LK ở đây. Đầu một đang ở phía sau rồi. Đầu một đang ở phía sau luôn và sẽ là ra đây xúc. Mút chỗ này. Làm lại là 60 dành cho anh Dũng. Và Hồng Anh bắt đầu lủng đến cơ sở rồi. Và anh đi quân đây rất khả năng Hồng Anh sẽ dí vào nhà của anh. Nhưng mà quân mới sẽ nở ra. Tập trung sóc quân ở nhà nữa. Mizu đang muốn điều. Mizu chạy dân anh ơi. Nô đây. Rồi sóc tân cùng lờ sao. Rồi bây giờ ốp vào nhà của Hồng Anh pha này. Những con cùng lờ đang là giáp 2. Đấu quân luôn. Báo về ở nhà đang bị ốp một tơn. Số lượng quân không đồng mấy dành Hồng Anh thì phải. Đùa cho một tơn được. Dí chết Hồng Anh luôn này. Ô. Một tơn to. Bò e lại. Sang cứu anh nó một đây. Rồi chạy quanh ruộng nó. Quanh gỗ thôi. Ruộng nó không cần chạy. Nó đang sang cứu. Và cái tơn đi công thì người ta ốp được nhà của Hồng Anh rồi. Bắn vào tơn ruộng. Hồng Anh đang mải điều quân ở phía trên này. Rồi tỷ số 1-0 cho ông C3. Rồi 1-0 xe thứ 3. À thật đấy, vậy bắt hết dần. Rồi như vậy đến với trận đấu tiếp theo thôi anh em ơi. Và đây sẽ mạnh máy quay quân em nhá. Và bảng quân đây. Để chờ các anh thủ vào mạng ra sẽ xúc xích thôi, quay quân thôi. Ok, như vậy chúng ta cùng quay. Và quân sẽ là gì đây? Như vậy trận này No 1 cầm cho Son. Cái thủ Tiền Bạch Long là người được cầm hit hit. Hồng Anh là người được cầm Maki. Và Persian dành cho Mizu. Rồi
cho hit đánh được, lỗi là quá tù anh ạ. Anh em cho hỏi mình bị lỗi lập mạng mà người khác không tìm thấy mạng à. Cái này thì anh phải liên hệ đến người hỗ trợ thôi, hoặc là cho nó đi tắm. Chắc là máy của anh lâu ngày không bị tắm được, tắm thì phải đổ nước vào cho nó chạy ngon lại. Nhưng mà thôi chứ anh phải lên đấy hỏi anh nhá, anh liên hệ đến cái người support ấy sẽ hỗ trợ cho anh tìm view thẳng máy luôn, phát được luôn, phát ăn ngay. Đây là cho Son dành cho Nomo 1. Bày hiêu có cái bài cho Son khung nhà thủ P ra chơi. Phủ hết cả chém Maxi. Đây là màn hình máy dành cho game thủ Tiểu Bạch Long. Ở đây là bài 3 voi luôn này. Gỗ không xa, đây là bài gỗ gần rồi. Đây S đầu sẽ có sớm thôi, tầm phút thứ 5. Có quả phụ luôn. Bài 3 voi quả phụ dành cho Hit. BLV bữa nào bảo No 1 cặp với Phan Văn Đức đánh lại kèo này đi. Tôi nghĩ là kèo này là hơi khó để làm đấy. Không biết là No 1 anh có liên hệ được Phan Văn Đức để làm cái kèo này không. Nhưng mà được lại ngon. Nhưng mà đánh chắc là đánh ngon anh em ạ. Chắc đánh ngon thôi. Hoặc là dịp nó Phan Văn Đức mà ra Hà Nội này thi đấu này. Nhưng mà cũng không có quá nhiều thời gian để thi đấu. À để ở lại đây giao lưu đâu. Thì ra đi đá bóng thì mất nhiều thời gian, công sức tập luyện lắm, ra làm quen sân cũng là nghỉ ngơi, chế độ ăn uống nó hợp lý nữa. Chết một dân đến từ game thủ Tiểu Bạch Long. No more thôi. No more đang dắt voi về. No more anh ép đời, giữ tầm 25-26 dân à. Đánh nhiều dân tí buồn phù. Thì ở Maxi nó cũng phù luôn. Rồi lên đời một mình một bạch dành cho nó một thôi. Vâng, Hồng Anh không lên đời ở trong chỗ này.
Rồi, đóng nhà. Đóng ruộng này cho nó một. Con giò đẩy đi và cái này sẽ gặp Mizu. Mizu đang ôm đá hay ôm thịt đâu đó, ôm gỗ gì đó. Một con nông dân. Bò nhà ra thêm ruộng đây đó. Thấy Mizu rồi. Cái này Noble sẽ gặp Mizu, cái bên kia anh Dũng sẽ gặp Mizu Hồng Anh. Anh Dũng đang bò nhỏ trong cơ sở của mình. Có con T của Hit. Bài lực khỏe, chắc là T có giáp thôi. Noble 25. Vâng, bắt đầu bị chọc. Như vậy Hồng Anh chọc chéo nhá. Hồng Anh bắt đầu chéo sang đây rồi. Vì anh Dũng đã kín những cơ sở của mình. Thấy những cơ sở nông dân hoàng của Mizu bò bế lại thôi, có một P dành cho nó một. Vâng, thấy rồi, Mizu đã có con giò thủ. Rồi chém vào đạo nông dân này. Mizu chẳng là người được cầm Persian. Mọi nông dân cũng không bánh xe. Hồng Anh cầm Mark cũng không bánh xe. Và có phù thủy. Đó. Không, con này chưa được anh em ạ. Hồng Anh có tình huống chém vẩy. Rồi, chắc là khả năng đã bị lọt con này rồi. Phù thủy nào. Chém Mark thì sẽ hơi có phù đấy. Bò tiếp tục bò nhỏ thôi. Gỗ gỗ anh ơi. Bò gỗ anh ơi. Cần dỗ vẫn hở, bé vàng hở nhá. Rồi, bắt đầu ra xiên này thôi. Nó phù đứng trong này vẫy. Thổi ra. Thổi con chém cũng được. Maxi rồi, Maxi tự cũng vẫy. Đó. Rồi, như vậy là chưa được. Thằng 21. Có y dỗi pha này, ba con phù rồi. Đưa phù vào trong. Bò lại. Đưa y, đưa phù lên anh ơi, đưa phù lên vẫy. Vậy là công phu nhà Po. Anh máy từ tiểu Bạch Long tham anh 37 rồi. Bắt đầu đi bắn nhà của Hồng Anh. Nông dân Maxi không bánh xe. Và trở lại Hồng Anh không đâm y luôn. Vì đây là hit. Cùng là hit đi lại cùng là chống y rất tốt. Có thể là tụ đông và dìa y thoải mái. Rồi rất nhiều dân của anh nằm xuống. Đây là cái thủ nông 1 2 3. Có y đứng trong mà vậy 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 vậy. Và làm hai cháu nè. Làm hai cháu, làm hai cháu vẩy luôn. Được một cháu, hai cháu. Rồi như vậy không được, được một cháu rồi, không sao. Bắt đầu rũi vãi vàng, hở, à chưa hở thì phải. Chỗ kia vẫn chưa hở. Nó có lọt được phải hay không. Rồi, vẫy vẫy, không như vậy là con y xiên thôi. Màn hình máy dành cho cái thủ Tiểu Bạch Long tham 37. Bị Hồng Anh quả, một tôn. Cùng là có giáp 2. Thậm chí nó dắt y sang thủ cũng được. Đầu 1. Nói về Per chuyển A không quá quan trọng em ạ. Thì cùng là cùng A Persian gặp cùng là Hitty thì phát 1. À, chuyển cung A cho Persian thôi. Nhưng em nghĩ là trong tay của chị Du thì nó cũng chỉ mức độ đó thôi. Đó là thủ Tiểu Bạch Long. Báo về công ca dành Hồng Anh. Dắt dắt y cho anh là một đây. Đông chém đấy. Tiếp tục dìa pha này. Đây là công là hit đi và đã có giáp 2. Tiếp tục dìa. Vẫn đang đứng đây thôi. Và em nghĩ là pha này phải giật lại vào trong. Có tới cung là mới. Vẫn đang tụ được cung, tiếp tục dìa chém. Tiếp tục dỉa chém, ông nghĩ nó dỉa thốn lắm. Con ca đâu có và cẩu rồi.
Mồ có sang cứu không nhỉ? Ý cái sang đi nhỉ? Đồng ý sang muộn quá, cà ném thốn thật đấy. Cà của Maxi, cà nó rẻ rồi. Maxi sẽ rất dễ. Và đập được con cà nào. Cẩu đầu thế, tham 28. Cố nở thêm tuần mới đi. Và nở tuần mới đi. Rồi ok, phải thủ được. Hồng Anh kêu xong tuần chém. Anh nâu 1 đâu nhỉ? Và nâu 1 đang chém nhà Persian rồi. Persian có phù thủy. Phù này không phù ạ. Và có con phù ở trong kìa. Ở đây tụi Bạch Long rồi. Cà vẫn đang ném. Làm lại ruộng thôi. Vẽ vẽ ruộng nhá. Vẽ vẽ ruộng BG đi. Ốp nhà BK Hồng Anh phần này. Ra làm ruộng đây rồi. Rất nhiều gỗ. Vẽ thoải mái đi. Ý mình có thực thừa mình lại xin dân làm gỗ sau. Đây là nâu 1, 27. Phù thủy ở trong con Persian kia thì không để công lên được. Hồng Anh bắt đạo dân to rồi. Rồi phát hiện ra cơ sở bắn mới của Mizu. Đây màn hình máy từ Tiểu Bạch Long. Anh đang có tham 33/72. Như vậy bắt đầu tiếp tục tụ. À, Hồng Anh vẫn đang ra ca đấy. Như là ca rẻ nhưng mà sẽ ra ca làm gì nhỉ? Ca ra sẽ bị ốp mất thôi. Đang ra ca nhỉ? Sẽ đốt ca. Làm ruộng chính một tơn. Bây giờ ra lại quân thôi. Ra lại dân luôn. Rất tiện tay ra dân. No 1. Cung Nga nó đẩy ra nhá. Cung Nga đang đẩy No 1 này. Số lượng Cung Nga nghĩ nó đẩy là không được nhiều đâu. No 1 ra thêm hai con chém nữa và con phù đã thủ thoải mái. Còn hình máy dành cho Thủy Bạch Long tham anh 43. Rồi đây rồi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy Hồng Anh rồi. Thấy Hồng Anh đang bú. Vẫn đang có con chém ở đây rồi. Đẩy thêm cung lên để bắt đạo nông dân kia của Hồng Anh, đạo dân của Mark. Đầu 1, 35. Bắt hết cung ai, nghĩa là không đẩy được, mà này không thể đẩy được. Rồi xem nào anh Dũng nào, kin đạo dân này nào. Bắn đi anh ơi. Quýt còn gì nữa. Tỷ số là 2-0 trong trận đấu thứ 3. 2-0 C3. Và chúng ta đến màn máy quay quân nhá. Và đây sẽ là bảng quân. Vâng, quay nào anh em ơi. Quân sẽ là gì đây? Vâng, như vậy trận đấu này No 1 là người được cầm cho Son. Anh Dũng là người được cầm Egypt. Hồng Anh là người được cầm Pho. Mizu là người được cầm Babylon. Mất những mặt view nhỉ? Chúng ta là cho Son của No 1 và Egypt đến từ game thủ Thủy Bạch Long. Bên kia có Pho dành cho Hồng Anh và Babylon đến từ Mizu. Chỗ này thì có lẽ là và Mizu vẫn sẽ đánh chém thôi, Hồng Anh sẽ đánh cung như này thôi.
Vì anh không tin tưởng là cầm cung của chị Du nữa. Chỉ có chém được một nhà yếu đi thì mình mất mạng, chị Du không cân được. Bài Egypt này của game thủ Thủy Bạch Long có voi này, có hiêu. Ta thế nhà thế nào rồi? Mặt trong cái mặt đạt S không đẹp mấy thì phải. Chúng ta đến màn hình máy của No 1 thôi. Đây là bài rồi. Cái bài mắc của mắc ấy. Vâng, bài hiêu 7, đôi voi có đến từ game thủ No 1. Bây giờ có thêm đồ ăn gì khác nữa hay không? Hiện tại thì vẫn đang thiếu đồ thôi, làm bãi quả phụ đây nè. Có quả phụ đấy, làm cái S nữa, chỗ này phải đọc cái S đẹp. Rồi. Nhưng mà mình sẽ đá hiêu về và sau đó câu nốt voi về thôi. Làm bãi quả phụ ở ngoài là mắc bêu. Để xem bài này thì cho son. Ủa anh sẽ đợi bao nhiêu dân đây? Lại 23 dân này. Chắc là 23 dân. Rồi nhưng mà đóng thêm mẹ rồi. Ăn thêm 7 hiêu phía ngoài. Đây là 7 hiêu có 6 con nữa, 7 con nữa dành cho đồng 1 và thêm một chiếc BS luôn. Kích 742 với 25 nông dân. Có lẽ là một người vạch dành cho nó một thôi. Hồng Anh cầm phô chỗ này thì có lẽ anh ta cũng sẽ đánh cung thôi, không đánh chém. Vâng, về là 25 dân thì Mizu và 27 dân của Hồng Anh. Thế chị Du đánh Hồng Anh cung nhỉ, 27 dân mà. Chị Du 25 dân thôi. Nó một sẽ chém đóng nhà điều kiện thôi, BL BM đời đầu 10. Chị Du đang là điểm số cao. Vâng, cái này nó buồn sẽ gặp Mizu luôn. Như vậy là chỗ này nó một canh mà giải quyết Mizu thật nhanh nhá, để sau đó quay sang đi Hồng Anh. Đừng cho Hồng Anh dí sớm nhá, anh Dũng lên đời muộn đấy. Chị Du bao nhiêu tuổi? 89 90 gì anh em ạ. Thế nó một gọi bằng chị mà, nó một 91 thì chắc 89 90 đó thôi. Có tin báo về 88 luôn. Bị dò chị Du chọc nào. Vâng, trận này chị thi đấu rồi.
Và ui lên đời siêu sớm. Kích đời được nó đấy. Rồi thêm hiện đây là P dành cho nó một thì phải. Em nghĩ là Mitsu sẽ không giải quyết nó một này đâu. Nó một sẽ giải quyết lại chị Du thôi. Mặc dù anh cầm cho son, anh có phù thủy rồi. Nghĩa chị Du cung lờ hay không, hay đợi cung lờ hồng anh sang bắn đây. Chớ hồng anh lên đời sớm đấy. Đây là anh Dũng 28-28 hơi mid e, đang sóc con T thì phải. Bò bế lại. Dũng là Egypt và ngoài cầm khô. Hy vọng là cái chất cung của Egypt nó sẽ chất cung Egypt thì nó sẽ giúp cho anh thủ được nhà, nhưng muốn đẩy quân đến từ hiện thủ của Hồng Anh. Trận này Hồng Anh chọn cách dí thẳng anh Dũng hay sẽ dí nào một đây. Đưa về thứ 2 đánh 1. Vâng, trận này khoai. Và tỷ số sẽ là 2-1 trong trận đấu thứ 2. Thứ 3 đúng hơn. Và chúng ta cùng đến trận tiếp theo thôi. Quả đôi. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo rồi anh em ơi. Đây sẽ là màn hình máy quay quân. Đến pha quay quân thôi. Ok, như vậy là quân anh em nhá. Quân sẽ là gì đây? Trận này chúng ta cầm quân tay trái. Rồi, như vậy trận đấu này Nâu 1 là người được cầm Hitty. Anh Dũng cầm Katha. Hồng Anh là người được cầm Phô. Và Egypt dành cho Mitsu. C3 trận 4. Yes. Vâng, quả ở đâu nhỉ? Bãi quả nó một đang ở đâu? Đây rồi. Ôi, quả đầu đây á. Vâng, đây là quả đầu thật anh ạ. Quả 7 cây. Vâng, bãi quả 7 siêu xa. Chậm nhiều dần đấy. Quả phụ đôi voi. Và bị mắc nhưng mà chậm dần. Anh ấy chậm tầm... chậm tầm 2 dần đấy. Chưa xin được con dân đầu rồi, còn xin con dân đầu rồi. 3 dân. Mitsu này cũng là người chậm dân, nhưng chậm 1 dân. Rồi, câu voi về thôi. Câu voi về luôn. Thế nhà đang là khung dành cho cái thủ đô 1, anh cầm hit đi. Trên đội bạn có Phu và Egypt. Nhưng biết là ai sẽ là cung, ai sẽ là chém đây. Ta trận này là Hitty và Katha. Để anh Dũng có lẽ sẽ là người đánh chém thôi. Nó một sẽ đánh cung. Bây giờ thì vừa mới
À, câu con voi thứ hai về dành cho đâu một. Bài này đã có quả phụ rồi. Rồi, đây là máy đến từ viên thủ Tiểu Bạch Long. Bên dưới còn âm thịnh dương suy ý. Máy bay còn hạng nặng. Cái hàng đi dò thêm đồ đến từ viên thủ Tiểu Bạch Long. Anh có thêm 7 hiêu nữa rồi. Đó, ông sẽ ra để khai thác thôi. Hiêu to không nhỉ? Cắm rồi, 7 hiêu 6 con. Cũng được. Nhả nông dân ra kích đời anh ạ. Rồi bạn hô cái gì kinh ấy nhở? Hô cái gì kinh ấy nhở? Thằng cô cái gì ấy nhở anh em nhở? Xem đâu một. Nó 126 dân kích đời ở đầu 9. Bên kia Hồng Anh đánh 27 dân đánh cung rồi. Đây màn hình máy dành cho anh Dũng. Để xem anh Dũng như này sẽ chém nó rồi. Hình như gặp Mizu thì phải. Nó sẽ dò Mizu nó đẩy lên đây. Mizu trận đó là người được cầm Egypt. Vàng. Trận này thực dồn lên có vẻ là hơi muộn. Đến từ game tuổi bị làm rồi, đây bãi vàng đây rồi, nhưng mà xa. Chứ kích đời ngay được, em ạ. Hồng Anh là người đang có hiệu số cao. No 1, 26 rồi, chết rồi. Map nghiệt anh em ạ. Map nghiệt. Đóng nhà điều kiện dành cho No 1, kích sang 11 rưỡi. Đây là hình máy dành cho game thủ Tiểu Bạch Long, xem anh chém này thôi. Ăn vàng, nhưng sóc giò đẩy đi. Rồi mà giò vẫn đang đuổi nhau thôi. Có lẽ anh Dũng trận này phải 2L đấy. Thì còn đi nhà của Hồng Anh nữa. Hồng Anh đẩy cung lên đâu một sẽ rất khó thở. Hồng Anh cái hệ đánh lúc đầu rát lắm. Nhưng mình muốn điều quần rát. Không sang đi hộ là hơi toang. Đây rồi, bắn Hồng Anh, Hồng Anh 5A đấy. Đang tăng A Hồng Anh rồi, 5A thì chỗ này. Ôi giời, mút. Có con T của Hồng Anh ở đây. Và mút không như vậy, tên này thì con dân họ đã điều. Tăng A dành cho đồng hồ, anh có được 4A hay không? Và phải 4A đấy, trận này họ 5A mình phải 4A và phải có lạc đà sang kê. Biết ra là cung hít đi rồi, nhưng mà họ ép tầm 3 tơn dí thì Hoàng ơi căng. Đây màn hình máy dành cho Tiểu Bạch Long thôi. 29 rồi, chém chị Du phát đã. Đây rồi, thấy không anh? Phải đi vòng. Phải đi vòng tận này. Và họ đã khung chưa? Đã khung kín. Chọc thôi. À, chúng ta có con giò ở trong. Mizu đang có giò đứng trong này luôn. Mizu đưa lạc đà sang thủ. Rất khó chịu. Ừ.
Rồi, bị Hồng Anh dí đây luôn pha này. Tân này đau đấy, hai ba đà đứng thủ đấy, thủ được hit and run thì Mizu tiếp rồi. Còn cho này hở nguyên nó đen ruộng nó chạy rồi, bị bắn tơn đau thật, đầu bột phải khỏe ra đấy. Một muốn công nhà BA Hồng Anh nhưng mà Phunesia đang ép 5 a ép rất đều. Điều đó dành cho No 1. Hồng Anh đã không tập trung cho pha này thì phải. Hồng Anh không tập trung. Và biết rồi. Ở pha này ra 40. Của anh ruộng tròn và ấm. Anh đang giữ tham lại ổn thôi. Hồng Anh mở hit and run nhà Dũng con nên mất quân ở nhà. Ra vẽ lại ruộng 2L bắt đều. Phải đi nếu mà muốn ốp mặt nhà BA phải đi vòng lên mặt No 1 anh. Vòng mặt No 1 đấy. Vòng lên trên anh, vòng cánh rừng thông lên. Rồi thì Mizu công lên pha này. Đập cái anh ơi. Rồi vào pha này, xúc. Ờ xúc. Đây là No 1, xúc. Làm sao? Làm sao? Ông Mai rút vào trong, nó phải dí quân lên chân lực. Lạc đà đang áp sát vào chơi, Hồng Anh có những nhúng về. Có nhúng về rồi Hồng Anh, No 1 nó dí vào đi anh ơi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Bắn đi, múc. Nở thêm tấn công mới dành cho Hồng Anh pha này. Hồng Anh đang đứng đây để thủ chân lực. No 1 đang dí quân lên. Cùng nở đang đông. Có thêm tơn mới đến từ No 1. Đây là Dũng con tham có 14 rồi đấy. Tham có 14 đấy, tất tài đấy. Pha này phải chết đấy. Rồi như vậy họ có thêm tơn mới. Ốp được không đây? Và có hit tiêu đang ép châu quần quá. 5 nhà BA. Và anh Dũng đã mất tham ở nhà rồi. Thế này còn chơi được không? Ui dồi. Kinh đê à dày. Cùng là No 1 chưa có giáp này mà còn hit đi nữa. À con vòng màu 4 bên kia Egypto lên cả toang. Nhà này mà cung rồi nhưng mà cung là khô nang đông. Chúng ta chưa có giáp. Còn tự nhiên là bằng Egypto đứng kê ở mặt này luôn. chết. Vẫn đang dỉa những con lạc đà thôi. Liệu rằng một anh sẽ tạo siêu phẩm hay không? Có giáp 2, Hồng Anh đang dí theo luôn. Ba này dí ở nhiều đà đấy nhưng mà chị Du 2L bắt đều đấy. Chắc là sẽ vác thêm tầm 7-8 con lên nhà No 1. Tăng nhà A thứ 5 rồi. Hồng Anh đang cẩn thận vẻ nhá. Con này bảo đây khả năng can vẻ rồi. Đấy, toang em ạ. Vâng. Hay đều đi. Và đến màn hình máy quay quân thôi anh em ơi, trận thi đấu tiếp theo. Chung kết trong C3. Vâng, chung kết này là khả năng lại có C4 thì đúng là thôi. C4 thì mình vẫn sẽ thắng thôi. Thôi, làm 3C thôi. Em thuộc qua đầy đủ sẽ quay quân anh em nhá. Rồi quân anh em ơi, quân là gì đây? Vâng, như này trận này No 1 là người được cầm pan. Pan hit nhá. Pan hit. Rồi bàn là cho Son dành cho Hồng Anh và Egypt từ Mizu thôi. Tươi. Quá hợp lý anh em ạ. 3-0, 3-1, 3-2. Quá hợp lý. No 1 đang gáy, quá hay. Và đây là pan dành cho No 1. Pan hit bắt đầu với cho Son và Egypt. Không có cửa rồi bạn. Oh.
Có quả phụ đến từ đội 1 và có luôn 7 hiệu. Bảo vệ lại mắc của Mark, của Mark, của Mark. Vâng, trận này thì chưa thấy khai thác gỗ rồi, đóng E khai thác gỗ cho đội 1 thôi. Mizu đang có 7 dân. Mizu chậm dân đấy. Rồi, bảy hiệu mấy đây? 6 hay 7 con là như 1, nhưng là 6 con. 5 con. Tiếp tục cắm cờ cho xe giò giò, tìm thêm mấy quả phụ nữa hoặc đôi voi. Đôi voi cũng được, đôi voi. Đôi voi sẽ ngon. Đây là màn hình máy từ game thủ Tiểu Bạch Long, bài Hitty của anh xem nào. Chuyện này bãi quả không xấu rồi này. Có hiêu về rồi này. Thế nhà khung hay không? Trận này bài của game thủ Thị Bạch Long tương đối khung rồi nha. Hiệu về thì không được nhiều mấy nhưng mà nhà đang là khung. Bài đánh cung thôi, no 1. No 1 là mid E rồi, hơi mid một chút thôi. Cắt dần ra ăn quả phụ và đá nó con hiệu này về nhà chính. Bây giờ có thêm đồ gì chưa? Giờ sâu xuống 6 giờ nữa. Bãi quả phụ đang là 6 cây dành cho nó một, con hiệu về là ok, khai thác luôn. Bài pan có phụ quả phụ luôn, quả phụ tiếp theo cũng là 6 cây được của nó đấy, có voi sẽ không cầu về đâu. Bài lên đời xong lực sẽ rất khỏe dành cho thủ nông 1, lực sẽ là siêu khỏe đấy. Nói việc pan ăn quả thực dồn lên sẽ là rất nhanh thôi. Hồng Anh 23 dân 13%. thôi nhá, không phải đơn giản đâu. Hồng Anh giở cái bài ép đời sớm mình ra rồi. BL BM. Uống bò nhỏ giữ mạng, sống sót thì sống này. Để xem gặp ai nào. Lên đời là sớm đồ dành Hồng Anh, sớm hơn pan luôn, kích 9 đấy. Bài mắc của Mark thì Hồng Anh. Ăn vàng nữa nè. Kích 12, 21, 22 gì đó. Hồng Anh cũng đánh với ai đây? Anh Dũng đập lô rồi. Chết chết tổ rồi. Anh Dũng gặp nhà Mitsu. Hồng Anh cũng đánh với đầu 1 nha. Anh Dũng gặp Mitsu. Anh Dũng đang có 400 thực thôi. Chết chết chết, bị Hồng Anh chọc luôn. Điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra anh em ạ. Đầu 1 cân đôi. Được. Hồng Anh cầm cho son. Bài mắc binh thì Hồng Anh ép đời 2-3 dân. Dù sao cũng chỉ là cho son thôi. Hồng Anh đi ăn quả rồi. Ăn quả tôi đang ăn rồi. Yeah.
Rồi Dân Hồng Anh đang chuyển đâu đó, lạc đà chạy nhanh nhá, áp sát siêu nhanh. Hồng Anh đời xong đấy sẽ là có phù thủy thôi, và anh ta sẽ ăn rất nhiều gỗ chạy luôn. Đóng P rồi kìa. Nhưng mà hy vọng tên lạc đà kịp thời đến đúng lúc và xúc được đạo dân này. Lạc đà ơi, lạc đà ơi, lạc đà ơi, vậy ừ. Lạc đà ơi, lạc đà ơi, có con chém rồi, nào chém ơi, anh bò kìa. Ê, đứt rồi, khả năng cả đứt luôn. Lạc đà là công giác có ấy. Phù đen đây à, đây rồi. Như vậy tình huống là phù đen và sẽ đứt dần, đẩy thêm lạc đà lên đen kê phít bãi gỗ. Vâng, tươi, con phù mới sắp ra nhá. Vâng, căn kê con phù nhá, chém dần. Vâng, đẩy lạc đà lên. Vâng, bắn chặt phít Hồng Anh đã anh ơi. Bình tĩnh. Vâng, phù đen rồi Hồng Anh pha này. Vâng, báo về anh Dũng tham còn 18 nhưng vẫn đang chơi được, nhưng biết Du là người đang còn tham. Hồng Anh phí hết dần người dân gỗ ở đấy, rất nhiều dân nằm xuống đấy. Đây rồi dân Mitsu và anh xe đã có người này sẽ bị lạc đà pan đi chết. Và đây là máy dành cho cái thủ tiểu Bạch Long, trận đấu anh tham 12. Nó một chém rồi anh ơi, chém rồi. Và dân của anh Dũng đang di chuyển, Mitsu đang chạy dần, vẽ thêm ruộng thì nó một thôi. Bò bế vàng lại luôn, chốt linh hoạt chọc xuyên. Rồi chơi vào vàng Hồng Anh phải thôi. Hồng Anh sẽ có những con phù đấy, vì anh ta nãy giờ không ăn được gì cả, mỗi vàng thôi. Phù sẽ ra. Hàng hộ cũng chỉ là 18 thôi, thế trận đang căng đấy nhá. Không biết là có bị công phù gì hay không. Mitsu đã mất một đạo dân ăn hoang rồi. Nhưng bây giờ Mitsu sẽ có cung đờ, nó một chưa có bánh xe nhá. Rất nguy hiểm. Vàng đang nhiều rồi, rất nguy hiểm anh em ạ. Ra vẽ ruộng, bánh xe chưa có, càng thật sự đấy. Đây màn hình máy dành cho game thủ Tiểu Bạch Long. Ai màn này căng. Chạy. Ơi Tè. Đây là nâu 1, 20 chạy 24. Có con phù thủy ở nha, chơi con phù đi. Và đây rồi, và chém đạo và bắt ba con chém đi. Anh Dũng chạy sâu rồi. Đừng anh ơi, bình tĩnh thôi. Vâng, anh Dũng đang bị gom cả dân nó đập. Quẩy rồi, bắt được chém rồi, nâu 1 bị phù mất. Vâng, cung là phải có. Phải có cung lờ. Bán phủ Mitsu đang có tham lai to, bị vẫy mất dần, có chịu thất đấy. Rồi thôi. Mitsu to quá. Cuộc trận đấu không lên đời anh em ạ. Đèn 2-3 trong trận đấu thứ 3. Thì ta thấy chị Du cân mát trận này ạ. Và Hitty trận này không lên đời. Giờ này Hồng Anh đời sớm đấy, giờ này 2-3 dân kích 9 Hồng Anh. Bài hit này là siêu khung rồi nhưng không đủ đối lên đời anh em ạ. Nhưng mà bài một cái vạch lên đời kìa. Vâng, đến trận tiếp theo thôi. Hai ba trong xe đấu thứ 3 và chúng ta cùng đến với xe 4 thôi. Màn hình máy quay quân anh em nha, và bảng quân.
Được rồi, Hồng Anh vào mạng em nhá. Rồi, màn hình máy quay con đây sẽ là Quân. Trận này Quân là gì đây? Vâng, trận này chúng ta có No 1 cầm Katha, anh Dũng cầm Minoan, Hồng Anh là người được cầm Egypt và Babylon dành cho Mizu. Kathamin. Rồi đây sẽ là màn hình máy đến từ game thủ No 1. Rồi, Katharian đã có quả đầu voi. Trận này có lẽ sẽ là vẫn Katha đánh chém và Minoan đánh cung thôi. Đội bạn cũng là Egypt Baby, toàn là phù tuyển cả. Cũng là tuyển cho Egypt nữa, trong tay của Hồng Anh. Cái trận này Babylon nó chém Hồng Anh sẽ cung hay sao? Trận trước một trận đấu Hồng Anh ép đời với 23 dân cho so. Nên đời là siêu sớm. Rồi, và chúng ta quay lại chỗ này. Đây là Katha dành cho No 1. Đây là máy máy từ đến thủ Tiểu Bạch Long. Anh có câu con voi thứ hai, số cầm min. Giữa hai nhà nhiều rừng rồi, nhà không khung. Nhà không khung chút nào cả. Bà này khó đánh cùng phết đấy. Giật vào đây được không? Khung kiểu gì? Vâng, quay lại màn hình máy của No 1 thôi. Cháu anh cầm Katha, ép đời với 25 dân. Bên này có đôi voi nữa. Và đôi bạn là những con phù thủy tuyển rồi. Những con cung lờ tuyển nữa luôn. Và đặc biệt là khả năng ép đời tốt. Khả năng chém siêu giác từ Hồng Anh bên kia. Rồi, No 1 đang muốn câu con voi này lên phía trên này mà. Rồi,
Rồi, đôi voi đã câu về với cái vị trí ăn bầy hiêu này. 25 dân. Vâng, bắt đầu cắt dân ra để khai thác vàng luôn dành cho nó một. Chỗ này thực dồn lên chậm. Kích sang 11 đấy, bên cái Hồng Anh là người đang điểm số cao. Càng thật sự. Ở trận đầu tiên trong cái xe đấu thứ tư rồi. Đây màn hình máy đến từ game thủ Tiểu Bạch Long. Bò cơ sở của mình lại. Đây rồi, bị chọc rồi thì phải anh em ạ. Đây rồi, Hồng Anh chọc luôn đâu một. Có lẽ con giò của anh sẽ là công giáp thôi. Chúng ta sẽ ưu tiên công giáp đầy đủ con giò và chọc yếu một nhà luôn. Chọc đến nhà liên muộn như này. Rồi 24 dành cho nồng một có lạc đà. Ta đã công lên. Đây là những cơ sở như vậy là pha chọc chéo dành Hồng Anh em ạ. Hồng Anh chọc chéo, Mitsu nó có vài cái ruộng thôi. Chớ Mitsu có vẻ là đời muộn. Cũng không muộn mấy anh em ạ, cũng lên đời rồi, đang quá trình nó có bánh xe. Bị tê bắn nhưng Mitsu là người đánh cung. Lạc đà đang công lên rồi, đập con tê này. Ăn vãi quả, bánh xe đã có dành cho nồng một tham chỉ còn 23/36. Mút luôn. Để xem Mizu đang ở đâu, dân dễ đang ở đâu. Rồi bánh xe có luôn. Quay. Và toàn map nghiệt anh em ạ. Và 0-1 trong C4. Nghiệt thật sự đấy. Bạn hit không lên đời, giả thua anh. Con hit đi không lên đời. Kích 12.5. Nó muộn đời muộn cho sọ bên kia. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo đây anh em ơi. Đây sẽ màn hình máy quay quân. Trận đi đấu thứ hai trong xe đấu thứ tư. Rồi đây là quân anh em nha. Quay nè, và quân sẽ là gì trong này đây. Để chúng ta cầm quân bên tay trái. Như vậy đầu một là người được cầm Zoman. Zom hit. Thông tin báo về đội bạn cầm 2 Egypt đoạn này. Zom hit cầm 2 Egypt. Vẫn là trông chờ khả năng ép đời tốt từ Zoman đầu một thôi. Chấu anh tỏa sáng đi. Lấy lại trận đấu này đi. Ô,
Bài Zoman dành cho Noah hiện tại đang có một bãi quả không được đẹp, mới ăn được hai cây bên dưới, còn những cây bên trên nó xa dốc, nó khả năng sẽ bị chậm dần. Phải cố gắng tìm đồ ăn lùa về sớm thôi, nhiều voi sớm dành cho Noah. Chúng ta cũng đến với màn hình máy của game thủ Tiểu Bạch Long. Anh nó có heal rồi này, biết là có đồ ăn gì khác hay chưa. Vẫn đang tiến hành đi dò thêm cái nhà hết team với trận này như thế nào. No một cầm zoom thì quả đầu xấu rồi, đôi voi này, hai bầy hươu dành cho No một, có quả phụ ba con voi. À, ngon đấy, bài được dành nhà ai đó ngay đây nhá, nhà ai đó đang câu voi thấy rồi, đá lộ chữa rõ là ai thôi. Rồi đợi gỗ dồn lên thôi. Từ trận này thì với Zoman thì việc xây nhà nó tương đối đơn giản thôi, giá nhà nó rẻ. Cố lên nào, đôi voi, như vậy là bốn voi. Và được của nó đây anh em ạ, câu tiếp về. Nếu mà câu voi thì khả năng cao là Hồng Anh rồi anh em ạ. Vâng, chúng ta đặt G trước, câu con voi về nhà chính thôi. Bài Zoman này nếu không có bãi quả đầu tiên nó xấu như vậy thì vâng, có thể ép đời tốt hơn. Quả này hơi xấu, tiếp tục câu voi về, bài sẽ bốn voi về đến từ N1 và tăng thêm giờ ăn quả phía trên này lên. Mà trận này gỗ nó không quá xa, nhìn cho Zoman này có được ép đầu sớm, đóng luôn BB dành cho N1 đây luôn. Ép đời với tầm bao nhiêu dân đây, không thì họ lên bãi quả này anh em ạ. Hồng Anh người đang có điểm số cao, nãy chỉ ở bằng thoáng một cái qua thôi, thoáng qua nhau một cái. À Juliet biết du, biết du vâng, có xe dò bốn đây rồi, vâng có xe dò bốn đây rồi. Rồi con voi thứ ba, bây giờ sẽ con voi thứ tư. Biết du ra ăn quả, đóng cái gờ ăn một cây quả ở dưới thôi, kích chưa kích được anh em ạ. Rồi kích, tiếp tục câu thêm voi về, vẫn có bầy hiêu nha, ăn bầy hiêu luôn không, tăng dần gỗ lên. Bên này thì game thủ Tiểu Bạch Long anh đang đi ăn một bầy hiêu khá là xa và ăn được cả sư tử ở đây nữa, một hiêu bốn con rồi, chắc đủ lên đời hay không đây. 25-28 rồi, ăn thêm một bài rồi quay lại bên đầu một thôi. Để xem bài này tiếp tục ăn tranh bài hiểu nhau kích đời 12-9 với 25 đồng dân. Một mình một vạch của anh đâu. Ví dụ điểm số cao do đi dò rộng thôi. À, nâng cấp công nghệ này. Cái công được nâng rồi, có lẽ sẽ là cái giáp tối ưu của công nghệ cho con giò. Nhưng chọc con sát thương nhiều nhất. Rồi rồi, chọc soi máu không nhỉ? Pha soi máu chọc ra nó nhanh, nâng cái giáp chọc thôi, ví dụ chắc không đập đâu, chị đang hiền lắm. Cắt dân đi khai thác vàng, con giò ra nâng cái công trước và giáp sẽ có sau. Bốn dân nằm xuống, Hồng Anh chọc chéo, Hồng Anh chéo cánh luôn. Chúng
Thực ra nó phải chọc vào con giò, ông anh có lẽ sẽ là công giáp đầy đủ rồi. Hồng Anh trận đấu này là người được cầm Egypt. Là cầm Egypt thì chị dù đánh chém nhưng mà lên đầy muộn lắm. Bó bế những cơ sở, chọc thêm dân nữa. Và con giò này không còn nhiều máu rồi. Con giò này không còn nhiều máu đấy, từ thủ Hồng Anh 1P. Rồi cho anh Dũng sóc các 3 con T xong lại nhả T ra, rất hợp lý anh em ạ. Bơm rất hợp lý luôn. Anh chạy bơm thừa thực, cho đúng 27 thực, gần 20 thực, 30 thực. Bơm 100 thực sang lại thừa. N1 là 22 trên 36. Đóng 1P luôn, rồi quay lên đi là chị Du thôi. Chị Du biết là bò bế nhỏ trên cơ sở chưa. Vẫn đang đời 2. Đây còn lâu mới có bánh xe, còn lâu mới có con thi đấu anh em ạ. Cùng nhà hốc à. Hốc 12 giờ nhá. Đây là Hồng Anh. Bãi vàng bò kín rồi. Về dắt phù sang thủ cho nhà anh Dũng không nhỉ? Hồng Anh đi thẳng anh Dũng luôn đi phải. Không có lạc đà sang đây. Chưa vào được. Đây là nâu no, mảnh máy từ thủ tỉ Bạch Long 27. Bị lủng nhà rồi, 4 lạc đà sang luôn. Phải chạy dân thôi. May quá là bánh xe đã có. Tham là 25, vẫn đang ra được cùng lờ, tụ dần cùng lờ thôi. Chỉ cần nâu một cái kia chém tốt. Đi yếu game thủ Hồng Anh là tươi. Chị Su bài rất yếu rồi và chui hốc. Mà còn lên đời muộn nữa, bị chém dân. Vâng, giờ này vẫy nhưng được con lạc đà. Và dòng phù sang thì thủ bắt đường đi quân. Rồi phát hiện ra một cơ sở. Được là đá nè. Và làm con nữa đi. Không. Vừa phản này không được anh em ạ. Đây là cơ sở nó hoàng của Hồng Anh. Đã mình là 30. Bây giờ cung lờ đẩy luôn. Và lạc đào mang đang rất đông bẫy nè. Cũng được à. Ôm. Và phù đen thế nhở. Vâng, anh Dũng đang tham lai là 27 trên 52. Tiếp tục bị chơi với cơ sở này, bị phải eo lạc đà đông đi. Lạc đà đông đấy à rồi. Tách quân lên bắn Hồng Anh thôi, hy vọng anh ngủ mơ đi. Mải mê trong tình huống ăn dân đi. Để sẽ fit dân ở nhà. Vâng, ăn như nhau thôi. Vé thêm ruộng. Vâng. Rồi như vậy chạy dân rồi. No 1, 3, 3. Sọc đơn chỉ là đang có công giáp, công 2 giáp 2 thôi. Chưa phải công 4 giáp 4, bị bắn tơn vàng. Thốn thật. Khả năng cao chạy dân rồi. Tham lai, ok. Vâng. Vâng, 0-2 trong trận đấu này. Bật được không đây? Bật thôi. Màn hình máy quay quân thôi, vàng quân đến với trận đấu tiếp theo. C4 trận 3.
chưa? Rồi, nhưng mà Mitsu vào, ta đến pha quay quần nhá. Quần sẽ là gì đây? Chung kết sớm trong C4 rồi. Rồi như vậy trận đấu này No 1 anh tiếp tục cầm Zoma. À đâu? Bây giờ mới quay này. Bây giờ mới quay anh em ạ, nó lag. Và Babylon dành cho No 1 và anh Dũng cầm Grex. Baby Grex. Tôi nghĩ là gọi là Per cho son. Không, anh là người được cầm Per. Đây là điều đáng ngại anh em này. Mitsu là người được cầm cho son. Đã chung kết chúng ta rồi. Toàn rồi, thua vắt 5 trận thông thì phải anh em ạ. Bị bật 5 trận thông luôn đấy. Và đây là màn hình máy đến từ No 1 cầm Baby. Baby Grex đối đầu với Per Cho Son. Căng anh em ạ. Bài Per nó cứ vũ, nó cần cả hai nhà luôn. Pha soi tham dành cho No 1 thôi. Trận này lên đời xong cũng sẽ chơi phù thôi. Có cung R đến từ No 1 khi mà cầm Babylon. Có voi rồi, một đôi nè. Đôi thì lại ngon. Đôi đi. Còn như đây chỉ một con voi cô đơn thôi. Không ai là người chậm dần cả. Đến màn hình máy của game thủ Tiểu Bạch Long, anh cũng đã có cho mình hiệu đầu. Rồi, bây giờ anh Dũng đã có cho mình được một đôi voi nữa. Thế này anh đưa nó về nhà chính. Đắp thêm một chiếc e. Sóc dân. No 1 Baby. Babylon nó chỉ là một voi về thôi. Hiện tại nhà đang có thể cơ cấu ở đây được nha. Đóng A, đóng ruộng và ăn hai cánh rừng, ăn một cánh rừng này. 2S ăn chung một cánh rừng. Đóng cho mình chiếc S đầu tiên của No 1 thôi. Có lẽ là trận này sẽ... Và như vậy No 1 chết một dần. Do đôi sư tử. Bắt đầu lại vỡ phải cái duyên âm rồi anh em ạ. Cái duyên âm nó cắt đi bao nhiêu ngày hôm nay nó quay lại rồi. Đây là bầy hiêu của No 1. Chắc là hiêu đầu của anh thôi. Xe dò là cắm cờ đi dò đồ ăn. Trận đấu chết một dần. À voi 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 voi. Có roi, có roi. Làm đôi roi, ba voi nè. Làm đôi roi đi. Chiếc S này có lẽ sẽ ăn vàng. Thế trận này có lẽ sẽ là hai chém thôi. Đôi roi nè. Bằng một con nữa. À đôi đây, đôi. Lại ngon. Chắc là bên kia Persia lại nhiều cái gì sao hồ kinh thế nhỉ? Hay là câu vo chết dân đây? Tôi thấy bằng bên Tuấn Hải đã bảo vãi cả trưởng rồi. Đây vãi cả trưởng rồi, chắc là chết dân rồi. Tôi thấy ô lấy vãi cả trưởng là chết dân rồi anh em ạ. Tươi rồi. No 1 cũng chết dân. No 1 thì sẽ câu thêm con voi này về thôi. Nhả dân ra 26, 27 dân trừ 1 để kích đời ngay được. Kích khá là ok đấy. Trận này kích ok đấy. Kích này 8, 40.
Solomon. Glory, bây giờ anh cơ động bắt là cho cả xe luôn, anh mang đi đâu thì mang, không có tiền. Ông anh lên đời rồi, lại 22 dân của Pơ. Ui rồi, cá thật đây, chết dở thật. Vâng, anh Dũng bị chơi rồi. Anh Dũng đang đóng nhà điều kiện, bị chọc vào dân đóng nhà điều kiện luôn. Giúp giúp của đây bò nhỏ ăn vàng mút. Ấy, con giò của anh chọc luôn. Bởi Persia nó quá phũ phàng em ạ. Hình như là bài này hôm anh cũng là người chết dân đấy, nhưng mà bài Persia nó vẫn sớm. Đầu 1, đóng nhà BA, bò bế. Có đảo vàng không? Thủ P không? Chắc phải đảo vàng thủ P đấy. Trận này cung thủ P cân 2, tạo siêu phẩm. Cung thủ phù cân 2 nè. Chắc là Tuân Lạc Đà đầu họ chơi 1 luôn đấy anh ạ. Nâng cấp đào vàng. Nâng cấp đào vàng. Rồi nâng thành công rồi. Bỏ bế nhà lại. Càng thật. Rồi kín. Nhưng mà rất lo lắng là tần ruộng bị đì nha. Phải bằng 55 vẻ ở trong luôn. Bỏ cái vàng mình lại. Rồi bắt đầu có con T đẩy sang bắn Hồng Anh luôn. Đang tìm mãi vàng bắn vào luôn. Ra thêm ruộng ở đây một tí nữa sẽ đóng thêm nhà BP ở phía trong nữa. Anh Dũng sẽ là người chơi phù thủy à thôi. Lên đời đập P nè, ập P nè. Rồi lạc đà. Hồng Anh không làm chém con T luôn. Đây là P. Họ đang vào đấy. Bị đi ruộng kìa. Rồi mỗi con nó chém một hướng. Ta có con nhà BP rồi. Con phù thủy bò. Ôi. À. Cái gì đây? Ai. Trời ơi. Chết tỏa thật đấy. Vâng, muốn bị chém vậy tốn thật sự đấy anh em ạ. Con phù thủy đâu? Đó. Ôi. Đi ăn luôn. Con Persia nó quá phú anh em ạ. Vâng, nó chọc yếu cái thủ tiểu Bạch Long, quay thành chọc nâu 1 luôn. Bên kia Mitsu đấy cứ to thôi. Mitsu cả lần cao đánh cung ra một váy cho sót nên đấy. Vâng, thang 17. Cứ chỉ tí đi, ra là phù thủy đi. Đóng đen e, đóng pê nữa. Rồi đóng phù ở trong. Đốt P luôn ạ. À. Không đến đây phải đóng P ở trong thôi. Ra con phù. Ra con phù nè. Sửa chân lực đấy. Chém xuyên được à. Khả năng cao này bị chém xuyên anh em ạ. Bị chém xuyên luôn đấy. Thốn. Chết rồi. Cứ sửa thôi. Một dân chặt gỗ không anh nhỉ. Tiếp tục sửa nha. Vậy. Rồi, chém lạc đà. Vậy. Đó, rồi, được ai con lạc đà. Rồi, mỗi người lấy một con. Đó. Hai con phù đang rông sang. Mút hết đạo quân này của Hồng Anh. Mút hết đạo này. Được con lạc đà không nhỉ? Rồi, được. Vậy. Phù hồi mana nhanh. Vậy. Ê, Hồng Anh à. À, được. Ừ. Ừ. Đấy. Rất nhiều lạc đà ta đã vẫy được pha này. Thằng này nở lại ngay luôn. Ngon. Làm lượng. Đây là mình máy dành cho từ Bạch Long sang 21. Bị quay đi luôn nhà BP. Bây giờ đông chém rồi. Không sẵn nữa. Mỗi đông. Ui dồi ôi. Ứa nước mắt anh em ạ. Ứa nước mắt. Rất đông lạc đà. Vẫy tiếp. Vậy. Nó mà có phù rong sang thủ tên anh ơi. Rồi sao bắt lạc đà thôi. Phù mana hồi nhanh. Ôi, rồi được. Đào lại vàng tham tụt khoác con 12.
Nô 1 là người đã có lạc đà này rồi, ăn lại vàng thôi. Đây là màn hình máy dành cho cái thủ Nô 1. Nô 1 bị cung ngang một váy gì, cũng là cung một váy luôn. Có lạc đà về pha này, chỗ này tầm chục con cung ngang một váy. Váy đi, được một con, hai con, ba con. Ba con à. Váy tiếp. Ba con không? Rồi phải chạy rồi. Bằng này phù chưa đủ anh em ạ, họ đang dí vào trong rồi. Đây màn hình máy dành cho từ Tiểu Bạch Long, tham anh là 11. Tiếp tục bị lạc đà quấy. Lại vây. Đó. Đó. Đó đỏ. Con này khá là đỏ. Nói chung là vẫy đỏ đấy. Nâu 1 nào, 26. Vẫn đang ra phù thủy. Ờ, bắt được cung A đấy. Ngon. À, phù mana hồi nhanh. Tươi, vẽ ruộng lên rồi. Hồng Anh cũng đang ra điều quân, nói chung Hồng Anh cũng đang ăn hoang được. Có thể ra lạc đà thôi, mình có tách quân đi quả được không nhỉ? Tôi lạc đà đi chăn được dân Hồng Anh thì lại ngon. Anh Dũng chỉ còn bằng này quân thôi. Bài mấy lờ đây? Vậy 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 rồi đây. Vậy rồi, được ngay lạc đà, phủ được ấy. Phủ đỏ tham 32 thì cơ một này. Mỹ Du tham to. Một anh ra em ruộng rồi. Hôm nay còn dân mà. Vâng, tham lai ta đang đỉnh lại. Ôi trời ơi, thua anh em ạ. MC 5 rồi. Hòa C thắng một trận. Phải thắng 3-0. 3-1 à? Ờ toang anh em ạ, thua cặp này biết là giấu mặt đi đâu đây. Chết dở đấy. Chết dở đấy anh em ạ, không đơn giản. Ờ, không lấy vào mạng em. Ơ. Không lấy vào mạng này. À, đây anh em, đây rồi. Màn hình máy quay quân. Rồi, tưởng nghĩ thì đúng là cạn lời. Phải có C5 chứ. Dô sinh năm bao nhiêu mà suốt ngày cày ao e đêm không chịu lấy chồng thế anh em.
Ok, như vậy là kèo đấu chúng ta dừng lại đây anh em nhá. Chung cuộc hai đều về C. Cảm ơn em rất nhiều đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho cặp đôi chúng ta. Chúc mọi người ngủ ngon. Anh đánh đi anh ạ. Cầm. Đi một xúc đấy. Mạnh bây giờ bạn.